Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 48 của Đấu Phá Thương Khung, Tiêu Viêm đang ở trong quá trình luyện thuốc để thức tỉnh Dược Lão. Hắn bị rơi xuống núi, Minotaur đã ra tay bế Đường Tam khỏi chết. Chuyển sang tập 49 của Đấu Phá Thương Khung, thì cô phát hiện có thằng nào xuất hiện. Minotaur đã đánh một chưởng vào không gian và gọi thằng nào đang rình trộm ra đi. Thì Dược Lão đã thức tỉnh xuất hiện lên tiếng là Minotaur muốn giết Tiêu Viêm, hãy hỏi qua ông ấy. Nói chung Minotaur cũng không nói gì hết, chỉ nhìn Dược Lão sau 2 năm ngủ dậy như thế nào. Dược Lão đã thấy Tiêu Viêm đang ngất. Ông cũng nhận xét Minotaur đã mạnh hơn trước và tiến hóa thành con gầy. Còn Minotaur nhận xét linh hồn Dược Lão sau 2 năm đã mạnh không kém so với mình. Lúc này Dược Lão cũng hỏi Minotaur đã trở thành con gầy sao vẫn bám lấy Tiêu Viêm làm cái gì. Thì Minotaur cho biết là cô thích thì cô ở đây, còn việc Tiêu Viêm năm đó mang cô đi thì làm sao. Tuy nhiên Dược Lão cũng không cãi nhau với Minotaur nữa, mà ông sẽ cứu Tiêu Viêm tỉnh lại. Thế nhưng Dược Lão lại phát hiện ra nồi đốt thuốc của Tiêu Viêm đang ở trên tảng đá, là vạn thú đỉnh trên thiên đình bảng. Ngoài ra Dược Lão cũng xem qua chiếc nhẫn của Tiêu Viêm đang đeo trên tay. Sau đó Dược Lão bế Tiêu Viêm rời đi, thì Minotaur vẫn bay theo. Dược Lão đã đáp xuống một cái cây cổ thụ. Ông đã đút cho Tiêu Viêm viên thuốc và chữa trị cho hắn, nên Tiêu Viêm đã mở mắt ra nhìn thấy Dược Lão. Dược Lão đã khen Tiêu Viêm 2 năm nay làm rất tốt mọi việc. Thì Tiêu Viêm cũng quay mặt đến chỗ Minotaur cảm ơn cô ấy đã cứu hắn. Tất nhiên Minotaur lúc nào cũng vậy, là nói Dược Lão cứu Tiêu Viêm chứ không phải cô ấy. Còn cô cứu hắn chỉ là vì viên thuốc phục hồn đan mà thôi. Trở lại với cuộc trò chuyện của Dược Lão và Tiêu Viêm, thì Tiêu Viêm cũng chúc mừng Dược Lão đã tăng cấp độ. Và Tiêu Viêm cũng nói về dị hỏa và lạc tâm viêm đã bị hắn hấp thu luyện hóa rồi. Ngoài ra về chuyện Hàn Phong, hắn đã giết chết rồi. Vì vậy Dược Lão đã cảm ơn Tiêu Viêm về việc đã thay ông ấy chôn được Hàn Phong. Nhưng Tiêu Viêm cũng cho Dược Lão biết là linh hồn Hàn Phong đã bị hồn điện bế đi mất. Thì Dược Lão nói về Hàn Phong khả năng cao vẫn không thể chết. Điều này khiến Tiêu Viêm hiểu ra Hàn Phong sẽ được hồn điện cho sống lại. Và Dược Lão cũng cho biết chuyện năm đó ông bị giết là Hàn Phong cấu kết với hồn điện, nên linh hồn Hàn Phong vào tay hồn điện sẽ được hồi sinh là bình thường. Lúc này Dược Lão cũng nói về vấn đề hồn điện đã phát hiện linh hồn Dược Lão có chết người Tiêu Viêm. Thì Tiêu Viêm một thời gian chắc chắn bị hồn điện chào đón săn bắt. Nhưng Tiêu Viêm cũng đang muốn gặp hồn điện đây, là do hắn biết cha Tiêu Chiến bị bắt cóc có liên quan đến hồn điện. Dược Lão lúc này nhìn Miêu Toa nói to là ông và Tiêu Viêm có chuyện đàn ông cần nói. Vì vậy Miêu Toa đã hiểu ý nên đã từ từ biến mất. Dược Lão lại nói về chuyện Minotaur nhìn hơi nguy hiểm với Tiêu Viêm, kể cả ông ấy chỉ đánh ngang cơ so với cô ấy. Nhưng Tiêu Viêm cho biết là một năm nay Minotaur không ra tay với hắn đâu, và hắn còn nhờ được Minotaur làm một số việc cho mình nữa ấy. Thì Dược Lão nhận xét Tiêu Viêm có thể thuần được Minotaur giỏi, quá giỏi. Hiện tại Dược Lão hỏi Tiêu Viêm về vấn đề dị hỏa vẫn lạc tâm viêm đã luyện hóa, là hắn đã dung hợp thành liên địa tâm hỏa với vẫn lạc tâm viêm thành một. Vì thế Tiêu Viêm cũng bật dị hỏa dung hợp là lưu ly liên tâm hỏa lên khoe. Thậm chí Tiêu Viêm cũng giới thiệu cho Dược Lão là lưu ly liên tâm hỏa có thể tách ra thành hai dị hỏa là thanh liên địa tâm hỏa và vẫn lạc tâm viêm. Tiêu Viêm cũng đề nghị Dược Lão cho biết dị hỏa lưu ly liên tâm hỏa thuộc vị trí bao nhiêu trên bảng dị hỏa. Thì Dược Lão cũng không rõ, ông chỉ nói bừa là có thể so sánh được với dị hỏa cô linh lãnh hỏa thứ 11 của ông. Sau đó Dược Lão cũng nói về phần quyết tiến hóa ra sao. Thì Tiêu Viêm lại không rõ cấp độ là bao nhiêu, vì vậy hắn đã vận đấu khí cho Dược Lão xem thử. Dược Lão nhận xét khả năng là đến địa giai sơ cấp. Và Tiêu Viêm đã yêu cầu một chuyện hết sức quan trọng với Dược Lão, là hắn có thể luyện chế được thân xác cho Dược Lão rồi thì cần những thứ gì. Tất nhiên Dược Lão cũng nói luyện chế thân xác cần vài thứ rất khó. Thứ nhất là viên thuốc 7 phẩm sinh cốt dung huyết đan. Thứ hai là viên ma hạch cấp 7 của ma thú tinh túy huyết mạch. Thứ ba là một bộ xương hài cốt đấu tông trở lên. Điều này khiến Tiêu Viêm cũng hơi hoảng. Thì Dược Lão cũng không vội, là từ từ tìm thôi. Vì vậy Tiêu Viêm cũng chỉ biết sau này có cơ hội mới tìm được cho Dược Lão. Tất nhiên Dược Lão cũng nói thêm là do linh hồn của ông mạnh quá nên mới cần những thứ tốt như thế này. Nhưng chỉ cần Tiêu Viêm giúp Dược Lão sống lại thì Dược Lão sẽ quay trở về thời kỳ mạnh hơn trước đấu tôn 9 sao. Vì vậy Tiêu Viêm nghĩ là có thể giúp Dược Lão thành đấu thánh. Nhưng Dược Lão cho biết là không thể trở thành đấu thánh đâu. Mà nếu trở thành đấu thánh thật thì sẽ trực tiếp giúp Tiêu Viêm đến cổ tộc giúp Tiêu Viêm cưới Huân Nhi liền. May ra cổ tộc còn đồng ý.
Điều này khiến Tiêu Viêm nghĩ ngay về cổ tộc cực kỳ đáng sợ. Khi đấu tôn họ cũng không quan tâm cho lắm. Tất nhiên Dược Lão cũng cổ vũ Tiêu Viêm. Là hắn mới 20 tuổi đạt đến đấu vương, thì Tiêu Viêm cố gắng có thể trở thành cường giả. Ngoài ra Dược Lão cũng cho Tiêu Viêm biết sơ qua về cổ tộc. Là cổ tộc từ thời viễn cổ có phương pháp tu luyện khác xa so với người bình thường. Sau này rồi hắn sẽ biết. Sau đó Dược Lão đề nghị Tiêu Viêm hãy nghỉ ngơi. Tiêu Viêm đã lấy một bình thuốc và quyển sách Phệ Sinh Đan đưa cho Dược Lão xem qua. Tất nhiên Dược Lão cũng hỏi về nguồn gốc Phệ Sinh Đan của Tiêu Viêm lấy ở đâu. Thì Tiêu Viêm cho biết là Tiêu Lệ anh trai vô tình lấy được ở một hang núi. Và anh trai Tiêu Lệ đã ăn một viên để trở thành đấu vương. Nhưng tình trạng sắp chết non khoảng một năm nữa. Vì vậy Tiêu Viêm đã xin Dược Lão tìm ra phương pháp hóa giải của Phệ Sinh Đan. Do đó Dược Lão cũng nói về Phệ Sinh Đan. Là muốn tìm ra phương pháp hóa giải hơi khó. Điều này khiến Tiêu Viêm nghĩ là trình độ của Dược Lão không tìm ra được cách hóa giải Phệ Sinh Đan. Nhưng Dược Lão vẫn chấp nhận giúp Tiêu Viêm tìm ra phương pháp hóa giải. Vì theo như Dược Lão thuốc độc hết hạn hay không hết hạn đều có thuốc giải cả. Nên Tiêu Viêm đã cảm ơn Dược Lão và đưa quyển sách lẫn viên thuốc Phệ Sinh Đan đưa cho Dược Lão nghiên cứu. Sau đó Dược Lão đề nghị Tiêu Viêm đừng để cho ai biết được thông tin về Phệ Sinh Đan. Thì Tiêu Viêm cũng cho biết là mới chỉ có hắn và Tiêu Lệ biết. Bởi thế Dược Lão cũng không nói gì thêm để cho Tiêu Viêm khoanh chân khôi phục lại sức khỏe. Trải qua một thời gian Tiêu Viêm đã hấp thu năng lượng trời đất vào trong cơ thể để hồi phục sức khỏe. Nhưng hắn chỉ là đấu vương 9 sao mà không lên đấu hoàng. Tiêu Viêm đã mở mắt đứng dậy dùng tay tạo ra một thủ ấn đánh một trưởng khai sơn ấn. Thế nhưng khai sơn ấn của Tiêu Viêm vẫn chưa thành công thi triển toàn bộ sức mạnh. Mà mới chỉ là một trưởng khai sơn ấn sơ cấp qua la mà thôi. Nên Tiêu Viêm đã bỏ cánh đằng sau lưng sử dụng đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động bay lên bầu trời y hệt đấu tông. Tiêu Viêm đang suy nghĩ về trình độ Tam Thiên Lôi Động của mình đã đạt đến cảnh giới thứ 2 lôi thiểm. Thì hắn đang nghĩ cách đạt đến tầng 3 Tam Thiên Lôi. Lúc này Dược Lão đã xuất hiện xem tình hình Tiêu Viêm đã hồi phục thương thế. Thì ông cũng phát hiện Tiêu Viêm lại mạnh hơn tí thì phải. Tất nhiên Tiêu Viêm cũng thảo luận với Dược Lão không mạnh thì làm sao quay về Gia Mã Đế Quốc. Dược Lão hỏi Tiêu Viêm đã rời khỏi Gia Mã Đế Quốc 3 năm rồi. Vậy khi nào hắn về lập bàn thờ cho Vân Sơn của Vân Lâm Tông khiêng ra đồng đây? Lấy sức mạnh của Tiêu Viêm hiện tại thì có thể quay về được rồi. Tuy nhiên Tiêu Viêm cho biết lần này quay về Gia Mã Đế Quốc cần phải chuẩn bị kỹ càng. Là hắn chuẩn bị một số anh em giang hồ ở Hắc Giáp Vực đi theo. Dược Lão nghe vậy cũng cười và nói với Tiêu Viêm. Là Tiêu Viêm hiện tại không còn trẻ trâu trẻ bò đã trưởng thành so với trước. Vì biết tìm thêm quân Hắc Giáp Vực đi đánh Vân Lam Tông chứ không đi lẻ một mình như trước nữa. Dĩ nhiên Tiêu Viêm cũng cảm ơn Dược Lão chuyện đánh Vân Lam Tông 3 năm trước. Thì Dược Lão cũng nói với Tiêu Viêm là tuổi trẻ không đánh nhau ăn chơi như Tiêu Viêm phá làng đập xóm Vân Lam Tông không phải là thanh niên. Trở lại với Phong Thành, Tiêu Lệ đang ngồi nói chuyện với Thiết Ô của Cuồng Sư Bang, Tô Mị của La Sát Môn và Âm Cốt của Thiên Âm Tông. Thiết Ô chúc mừng Tiêu Môn hiện tại đã được coi là một bang phái lớn mạnh của Hắc Giáp Vực. Vì vậy Tiêu Lệ cũng cảm ơn Thiết Ô, Tô Mị và Âm Cốt. Là do có ba bang của họ liên kết với Tiêu Môn mới chỉ cần 3 tháng mới được như vậy. Lúc này Âm Cốt cũng phát hiện ba anh em Diêu Gia Đấu Vương cũng đang ở Tiêu Môn. Thì Âm Cốt cũng hỏi Tiêu Lệ về ba anh em Diêu Gia gây gổ với Kim và Ngân Lão Giả. Nên hiện giờ chỉ có mỗi Tiêu Môn mới thu nhận được. Nhưng Tiêu Lệ cho biết ba anh em Diêu Gia đang ở Tiêu Môn ăn ở làm khách tạm thời mà thôi. Bây giờ Tô Mị của La Sát Môn lên tiếng nói về Tiêu Viêm 3 tháng nay chưa thấy mặt mũi đâu. Chỉ sợ người khác đến chiếm Tiêu Môn thì làm sao? Thì Tiêu Lệ cũng nói những điều Tiêu Viêm dặn hắn. Là Tiêu Viêm đi vào trong núi tìm một ít cây cỏ. Khi nào Thiết Ô, Tô Mị, Âm Cốt đến Tiêu Môn tìm thì đợi Tiêu Viêm về là được. Do đó ba người Thiết Ô, Tô Mị, Âm Cốt cũng chỉ biết là như vậy. Lúc này Âm Cốt nói về vấn đề sẽ theo Tiêu Viêm về Gia Mã Đế Quốc đánh Vân Lâm Tông. Nếu Tiêu Viêm không xuất hiện thì họ cũng không bùng kèo đi đánh Vân Lâm Tông đâu. Đúng lúc này Tiêu Viêm cùng em gái Thải Lân Mỹ Đỗ Toa quay trở về. Tiêu Viêm vừa đi vào Tiêu Môn vừa hỏi Thiết Ô, Tô Mị, Âm Cốt muốn bùng kèo không đi đánh Vân Lâm Tông đúng không? Dĩ nhiên ba người Thiết Ô, Tô Mị, Âm Cốt cũng giải thích là Tiêu Viêm đã có mặt thì họ sẽ đi đánh Vân Lâm Tông. Lúc này Tiêu Viêm cũng cho biết đừng có làm ăn ở Phong Thành cầm tiền rồi định chuồn mất, không thì sẽ được đắp mộ. Vì vậy ba người Thiết Ô, Tô Mị, Âm Cốt cũng gật đầu đồng ý làm xong hợp đồng đánh Vân Lâm Tông cho Tiêu Viêm. Hiện tại Tiêu Viêm cũng cho biết thời gian đánh Vân Lâm Tông
là 2 tháng sau sẽ khởi hành. Khi nào đánh được Vân Lâm Tông thì viên thuốc Hoàng Cực Đan sẽ giao cho 3 người Thiết Ô Tô Mị Âm Cốt như đã hứa. Và Tiêu Viêm dặn 3 người bọn họ sắp xếp công việc trong bang phái của mỗi người dần đi. Khi nào đến thời điểm đó Tiêu Viêm alo bốc máy thì đi luôn, chứ gọi điện đừng có tắt máy là được. Sau đó Thiết Ô Tô Mị Âm Cốt đã rời khỏi Tiêu Môn. Tiêu Viêm đã lấy một bình thuốc và quyển sách Phệ Sinh Đan đưa cho Dược Lão xem qua. Tất nhiên Dược Lão cũng hỏi về nguồn gốc Phệ Sinh Đan của Tiêu Viêm lấy ở đâu. Thì Tiêu Viêm cho biết là Tiêu Lệ anh trai vô tình lấy được ở một hang núi. Và anh trai Tiêu Lệ đã ăn một viên để trở thành đấu vương, nhưng tình trạng sắp chết non khoảng một năm nữa. Vì vậy Tiêu Viêm đã xin Dược Lão tìm ra phương pháp hóa giải của Phệ Sinh Đan. Do đó Dược Lão cũng nói về Phệ Sinh Đan là muốn tìm ra phương pháp hóa giải hơi khó. Điều này khiến Tiêu Viêm nghĩ là trình độ của Dược Lão không tìm ra được cách hóa giải Phệ Sinh Đan. Nhưng Dược Lão vẫn chấp nhận giúp Tiêu Viêm tìm ra phương pháp hóa giải. Vì theo như Dược Lão, thuốc độc hết hạn hay không hết hạn đều có thuốc giải cả. Nên Tiêu Viêm đã cảm ơn Dược Lão và đưa quyển sách lẫn viên thuốc Phệ Sinh Đan đưa cho Dược Lão nghiên cứu. Sau đó Dược Lão đề nghị Tiêu Viêm đừng để cho ai biết được thông tin về Phệ Sinh Đan. Thì Tiêu Viêm cũng cho biết là mới chỉ có hắn và Tiêu Lệ biết. Bởi thế Dược Lão cũng không nói gì thêm để cho Tiêu Viêm khoanh chân khôi phục lại sức khỏe. Trải qua một thời gian, Tiêu Viêm đã hấp thu năng lượng trời đất vào trong cơ thể để hồi phục sức khỏe. Nhưng hắn chỉ là đấu vương 9 sao mà không lên đấu hoàng. Tiêu Viêm đã mở mắt đứng dậy, dùng tay tạo ra một thủ ấn đánh một trưởng khai sơn ấn. Thế nhưng khai sơn ấn của Tiêu Viêm vẫn chưa thành công thi triển toàn bộ sức mạnh, mà mới chỉ là một trưởng khai sơn ấn sơ cấp qua loa mà thôi. Nên Tiêu Viêm đã bỏ cánh đằng sau lưng sử dụng đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động bay lên bầu trời y hệt đấu tông. Tiêu Viêm đang suy nghĩ về trình độ Tam Thiên Lôi Động của mình đã đạt đến cảnh giới thứ 2 lôi thiểm, thì hắn đang nghĩ cách đạt đến tầng 3 Tam Thiên Lôi. Lúc này Dược Lão đã xuất hiện xem tình hình Tiêu Viêm đã hồi phục thương thế, thì ông cũng phát hiện Tiêu Viêm lại mạnh hơn tí thì phải. Tất nhiên Tiêu Viêm cũng thảo luận với Dược Lão không mạnh thì làm sao quay về Gia Ma Đế Quốc. Dược Lão hỏi Tiêu Viêm đã rời khỏi Gia Ma Đế Quốc 3 năm rồi, vậy khi nào hắn về lập bàn thờ cho Vân Sơn của Vân Lâm Tông khiêng ra đồng đây? Lấy sức mạnh của Tiêu Viêm hiện tại thì có thể quay về được rồi. Tuy nhiên Tiêu Viêm cho biết lần này quay về Gia Ma Đế Quốc cần phải chuẩn bị kỹ càng, là hắn chuẩn bị một số anh em giang hồ ở Hắc Giáp Vực đi theo. Dược Lão nghe vậy cũng cười và nói với Tiêu Viêm là Tiêu Viêm hiện tại không còn trẻ trâu trẻ bò đã trưởng thành so với trước, vì biết tìm thêm quân Hắc Giáp Vực đi đánh Vân Lam Tông chứ không đi lẻ một mình như trước nữa. Dĩ nhiên Tiêu Viêm cũng cảm ơn Dược Lão chuyện đánh Vân Lam Tông 3 năm trước. Thì Dược Lão cũng nói với Tiêu Viêm là tuổi trẻ không đánh nhau ăn chơi như Tiêu Viêm phá làng đập xóm Vân Lâm Tông không phải là thanh niên. Trở lại với Phong Thành, Tiêu Lệ đang ngồi nói chuyện với Thiết Ô của Cuồng Sư Bang, Tô Mị của La Sát Môn và Âm Cốt của Thiên Âm Tông. Thiết Ô chúc mừng Tiêu Môn hiện tại đã được coi là một bang phái lớn mạnh của Hắc Giáp Vực. Vì vậy Tiêu Lệ cũng cảm ơn Thiết Ô, Tô Mị và Âm Cốt. Là do có ba bang của họ liên kết với Tiêu Môn mới chỉ cần 3 tháng mới được như vậy. Lúc này Âm Cốt cũng phát hiện ba anh em Diêu Gia Đấu Vương cũng đang ở Tiêu Môn. Thì Âm Cốt cũng hỏi Tiêu Lệ về ba anh em Diêu Gia gây gổ với Kim và Ngân Lão Giả, nên hiện giờ chỉ có mỗi Tiêu Môn mới thu nhận được. Nhưng Tiêu Lệ cho biết ba anh em Diêu Gia đang ở Tiêu Môn ăn ở làm khách tạm thời mà thôi. Bây giờ Tô Mị của La Sát Môn lên tiếng nói về Tiêu Viêm 3 tháng nay chưa thấy mặt mũi đâu, chỉ sợ người khác đến chiếm Tiêu Môn thì làm sao. Thì Tiêu Lệ cũng nói những điều Tiêu Viêm dặn hắn, là Tiêu Viêm đi vào trong núi tìm một ít cây cỏ. Khi nào Thiết Ô Tô Mị Âm Cốt đến Tiêu Môn tìm thì đợi Tiêu Viêm về là được. Do đó ba người Thiết Ô Tô Mị Âm Cốt cũng chỉ biết là như vậy. Lúc này Âm Cốt nói về vấn đề sẽ theo Tiêu Viêm về Gia Ma Đế Quốc đánh Vân Lâm Tông. Nếu Tiêu Viêm không xuất hiện thì họ cũng không bùng kèo đi đánh Vân Lâm Tông đâu. Đúng lúc này Tiêu Viêm cùng em gái Thải Lân Mỹ Đô Toa quay trở về. Tiêu Viêm vừa đi vào Tiêu Môn vừa hỏi Thiết Ô Tô Mị Âm Cốt muốn mùng kèo không đi đánh Vân Lâm Tông đúng không? Dĩ nhiên ba người Thiết Ô Tô Mị Âm Cốt cũng giải thích là Tiêu Viêm đã có mặt thì họ sẽ đi đánh Vân Lâm Tông. Lúc này Tiêu Viêm cũng cho biết đừng có làm ăn ở Phong Thành cầm tiền rồi định chuồn mất, không thì sẽ được đắp mộ. Vì vậy ba người Thiết Ô Tô Mị Âm Cốt cũng gật đầu đồng ý làm xong hợp đồng đánh Vân Lâm Tông cho Tiêu Viêm. Hiện tại Tiêu Viêm cũng cho biết thời gian đánh Vân Lâm Tông là 2 tháng sau sẽ khởi hành.
Khi nào đánh được Vân Lâm Tông thì viên thuốc Hoàng Cực Đan sẽ giao cho ba người Thiết Ô Tô Mị Âm Cốt như đã hứa. Và Tiêu Viêm dặn ba người bọn họ sắp xếp công việc trong bang phái của mỗi người dần đi. Khi nào đến thời điểm đó Tiêu Viêm alo bốc máy thì đi luôn, chứ gọi điện đừng có tắt máy là được. Sau đó Thiết Ô Tô Mị Âm Cốt đã rời khỏi Tiêu Môn. Lúc này Tiêu Viêm và Tiêu Lệ nói chuyện ở Phong Thành mấy tháng nay như thế nào. Tiêu Lệ cho Tiêu Viêm biết là lúc Tiêu Viêm đập kim vào Ngân Lão Giả, nên hiện giờ Tiêu Môn làm ăn rất ổn định, không thấy thằng nào đến đập phá. Hiện tại Tiêu Viêm đã cảm nhận được ba anh em Diêu Gia là đấu vương đang đứng ở đây nên hỏi Tiêu Lệ. Tiêu Lệ cũng giới thiệu ba anh em Diêu Gia là ba người này chưa gia nhập bang phái nào cả, nhưng vì có xích mích với Kim và Ngân Lão Giả nên hắn phát hiện mới đem về Tiêu Môn. Tiêu Viêm cũng thừa cơ vậy rủ rỗ ba anh em Diêu Gia là ba người gia nhập Tiêu Môn thì Kim và Ngân Lão Giả cũng không dám đập bọn họ. Do đó Diêu Đại, Diêu Nhị, Diêu Tam đã quyết định đồng ý gia nhập Tiêu Môn. Sau đó Tiêu Viêm đề nghị Tiêu Lệ bắt đầu triệu tập anh em Tiêu Môn 2 tháng nữa sẽ về Già Ma Đế Quốc, và Tiêu Viêm sẽ quay về nội viện học viện Già Nam một chuyến. Vì vậy Tiêu Lệ cũng ok luôn. Chuyển đến cảnh Tiêu Viêm đang cùng Mi Đô Toa di chuyển trên đường trong nội viện học viện Già Nam, Mi Đô Toa đã bị mấy thằng được dựa tựa nhìn hơi ác vì vẻ đẹp con gái lồi lõm của mình. Tiêu Viêm và Mi Đô Toa di chuyển đến chỗ làm việc của Tô Thiên Đại Trưởng Lão. Tô Thiên thấy Mi Đô Toa cũng hơi ngạc nhiên, thì Tiêu Viêm cho biết là hắn đã giải quyết chuyện ổn thỏa với cô ấy rồi. Trong cuộc trò chuyện của Tiêu Viêm và Tô Thiên, Tô Thiên hỏi mấy tháng nay Tiêu Viêm mất tích tưởng bị ai đập bỏ mẹ rồi, thì Tiêu Viêm cũng trả lời là hắn ở Hắc Giáp Vực làm một số chuyện. Vì vậy Tô Thiên cũng nói về chuyện chiếm Phong Thành hay đấu giá đan dược ở Tiêu Môn chứ gì. Tất nhiên Tiêu Viêm cũng không từ chối việc này. Sau đó Tô Thiên cũng hỏi tình hình Tiêu Viêm già to đầu mà vẫn chưa tốt nghiệp học viện Già Nam, dự tính sắp tới sẽ làm gì. Tiêu Viêm cũng cho biết 2 tháng nữa hắn sẽ quay về Già Ma Đế Quốc. Do đó Tô Thiên cũng hơi bất ngờ quyết định của Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm cũng nói là hắn đã rời Già Ma Đế Quốc được 3 năm rồi, nên bây giờ quay lại đánh Vân Lâm Tông thôi. Và Tô Thiên cũng khuyên Tiêu Viêm hãy cẩn thận đi đánh với Vân Lâm Tông. Tiêu Viêm thấy vậy cũng cảm ơn Tô Thiên mấy năm nay đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Nhưng Tô Thiên cũng cho biết Tiêu Viêm là đệ tử nên giúp. Thậm chí ông ấy còn có ý định nhận Tiêu Viêm làm đồ đệ riêng nữa cơ. Nhưng Tiêu Viêm lại là đồ đệ của Dược Tôn giả Dược Trần. Lúc này Tiêu Viêm cũng nhờ Tô Thiên một việc, là khi hắn quay về Già Ma Đế Quốc lần này thì xin Tô Thiên hãy bảo kê Tiêu Môn một chút. Và Tô Thiên cũng đồng ý với Tiêu Viêm về chuyện bảo kê Tiêu Môn. Sau đó Tiêu Viêm cảm ơn Tô Thiên. Nhưng Tô Thiên cũng nói thêm là học viện Già Nam cũng không phái học sinh giúp Tiêu Viêm đánh được Vân Lâm Tông, do ông cũng không có quyền can thiệp sâu. Tuy nhiên những trưởng lão mới gia nhập học viện Già Nam như Lâm Diễm, Lâm Tù Nhai vẫn có thể giúp Tiêu Viêm. Vì vậy Tiêu Viêm cũng hiểu ý. Hiện tại Tiêu Viêm đã chào Tô Thiên Đại Trưởng Lão đi đến bàn môn. Ngô Hạo, Hồ Gia, Lâm Diễm, Tiêu Ngọc đang ngồi nói chuyện với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng tuyên bố một việc với mọi người là 2 tháng nữa hắn sẽ quay về Già Ma Đế Quốc. Thì mọi người đang có mặt ở đây đều lên tiếng cùng Tiêu Viêm quay về Già Ma Đế Quốc. Nhưng Tiêu Viêm không cho Ngô Hạo, Hồ Gia đi cùng vì quá nguy hiểm, mà hắn muốn hai người Ngô Hạo, Hồ Gia ở lại nội viện Già Nam phát triển bàn môn. Còn về phần Lâm Diễm được đi theo Tiêu Viêm. Lúc này em nghiện thuốc Tử Nghiên cũng lên tiếng đòi đi cùng. Vì chuyện Tiêu Viêm luyện thuốc hóa hình đan cho cô ấy thì làm sao? Vì vậy Tiêu Viêm cũng cho Tử Nghiên đi cùng mình. Nhưng có điều Tử Nghiên phải nghe lời hắn. Và Tiêu Viêm cũng nói với Ngô Hạo và Hồ Gia là họ cũng nghe về Tiêu Môn rồi đúng không? Nên Tiêu Viêm cũng đề xuất là đệ tử nội viện Già Nam có thể gia nhập Tiêu Môn khi tốt nghiệp. Tuy nhiên Hồ Gia và Ngô Hạo cũng hơi lo về Tiêu Môn ở Hắc Giáo Vực với học viện Già Nam hay đánh nhau. Nhưng Tiêu Viêm cũng giải thích Tiêu Môn là nơi tổ chức hòa bình y hệt học viện Già Nam. Và Tiêu Viêm cũng cho Ngô Hạo, Hổ Gia đến cầm quyền Tiêu Môn khi hắn quay về Già Ma Đế Quốc. Tiêu Viêm cũng cảm ơn về chuyện Hổ Gia và Ngô Hạo hiện tại đã phát triển bản môn được như bây giờ. Lúc này Ngô Hạo, Hổ Gia cũng đưa ra quyết định là khi nào họ đạt đến đấu vương mới đi đến Tiêu Môn cai quản. Trải qua một thời gian Tiêu Viêm ở bản môn, hôm nay Lâm Diễm đến gọi Tiêu Viêm đi đến thi đấu tràng, nên Tiêu Viêm đã gặp được Lâm Tù Nhai và Liễu Kình. Hiện tại Lâm Diễm đã mời Lâm Tù Nhai và Liễu Kình đi về cùng Già Ma Đế Quốc. Nhưng Lâm Tù Nhai và Liễu Kình sẽ về Già Ma Đế Quốc cùng với Tiêu Viêm. Nếu như Tiêu Viêm đánh thắng được hai người bọn họ, thì Tiêu Ngọc, Ngô Hào đã ủng hộ việc Tiêu Viêm hãy đánh Liễu Kình và Lâm Tù Nhai đi.
Vì vậy Tiêu Viêm cũng đồng ý. Tiêu Viêm đã lên sân thi đấu một lúc chấp hai trưởng lão Đấu Vương Liễu Kình và Lâm Tu Nhai. Điều này khiến anh em học sinh nghe thấy tên Tiêu Viêm thì tên Tiêu Viêm đã trở thành huyền thoại của nội viện học viện Già Nam. Trở lại với Tiêu Viêm gáy rất mạnh trước Lâm Tu Nhai và Liễu Kình là đánh bại hai người chưa cần 10 chiêu và khiến các đại trưởng lão như Tô Thiên hay một số trưởng lão cũng đang xem đều phải giật mình. Tiêu Viêm đã bật đấu khí của mình lên thì Lâm Tu Nhai và Liễu Kình đã di chuyển áp sát người Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm đã đỡ lực tấn công của hai người Lâm Diễm và Liễu Kình, khiến Lâm Tu Nhai và Liễu Kình phải lùi lại. Liễu Kình đã sử dụng đấu kỹ đại liệt phách quan trảo là dùng tay bóp vào người Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm đã dùng tay của mình đẩy tay của Liễu Kình. Nhưng Tiêu Viêm đã bị Liễu Kình nắm lấy hai tay. Lúc này Lâm Tu Nhai đã dùng một trưởng bay đến đấm vào người Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm đã dùng tam thiên lôi động di chuyển cực nhanh né trưởng của Lâm Tu Nhai. Và Tiêu Viêm di chuyển ra sau lưng hai người Lâm Tu Nhai và Liễu Kình. Tiêu Viêm đã đánh một trưởng nhẹ vào hai người, khiến Lâm Tu Nhai và Liễu Kình bay lên không trung thua. Vì vậy mọi người đều vỗ tay chúc mừng Tiêu Viêm giành thắng lợi. Liễu Kình và Lâm Tu Nhai nhìn nhau cười vì đã thua. Sau khi trận đánh của Tiêu Viêm thắng Lâm Tu Nhai và Liễu Kình, anh em học viện Già Nam lại ngồi chém gió thảo luận về Tiêu Viêm. Trải qua nửa tháng 15 ngày sau, Tiêu Viêm đang ngồi trên đỉnh của bàn môn thì Tiêu Mị, Tiêu Ngọc đã xuất hiện. Dĩ nhiên Tiêu Mị cũng chào Tiêu Viêm hẳn hoi. Tất nhiên Tiêu Viêm cũng gật đầu và nói chuyện với Tiêu Ngọc là hắn chuẩn bị đi vào rừng tu luyện một ít, sau đó thì cùng Lâm Diễm, Tiêu Lệ hay một số người quay về Gia Ma Đế Quốc. Tiêu Ngọc đã gọi Tiêu Viêm là mất dạy dê cụ, là năm đó Tiêu Chiến không nhìn lầm Tiêu Viêm. Tất nhiên Tiêu Viêm cũng phản kháng biệt danh dê cụ của mình. Nhưng Tiêu Ngọc kể về hồi bé Tiêu Viêm chạy vào nhà tắm của cô ấy thì Tiêu Viêm đã bóp thứ gì và làm gì. Tiêu Viêm nghe vậy giả ho đánh trống lảng là năm đó đang còn bé vô tội, tưởng là cục thịt. Sau đó Tiêu Viêm đã nói về vấn đề Vân Lâm Tông, là đợi hắn đánh xong Vân Lâm Tông thì có thể trở về. Và Tiêu Viêm đã chào Tiêu Ngọc, Tiêu Mị di chuyển vào trong núi. Nhưng Tiêu Mị đã lên tiếng xin lỗi Tiêu Viêm chuyện năm đó khinh thường Tiêu Viêm tụt cấp. Tiêu Viêm cũng cho Tiêu Mị hiểu là chuyện năm đó giờ hắn đã trên 18 tuổi nên quên rồi. Chuyện đến cảnh của Tiêu Viêm đã đi vào trong núi. Tiêu Viêm đang bay trên bầu trời đã sử dụng đấu kỹ khai sơn ấn. Dược lão đã xuất hiện. Ông đã nói về khai sơn ấn là đấu kỹ địa giai cấp cao. Vì vậy Tiêu Viêm hỏi Dược lão về đấu kỹ đế ấn quyết. Thì Dược lão cũng nói về đế ấn quyết là do Huân Nhi tặng đúng không? Theo như Dược lão, thì đế ấn quyết năm đó ông cũng muốn có, nhưng đã không có được. Lúc này Tiêu Viêm cũng nói Huân Nhi chỉ đưa cho hắn hai ấn đầu tiên là khai sơn ấn và phiên hải ấn mà thôi. Thì Dược lão cho biết là chỉ cần luyện đến ấn thứ 5 cuối cùng thì đế ấn quyết trở thành thiên giai công pháp. Và Huân Nhi đưa cho Tiêu Viêm hai ấn đầu tiên trong đế ấn quyết, khả năng giờ cô ấy cũng chỉ là như vậy. Sau nửa tháng 15 ngày sau, Tiêu Viêm lo cho Tiêu Lệ không biết có bị làm sao không thì Dược lão đề nghị hãy chú tâm luyện tập để đánh được Vân Sơn. Chứ Tiêu Lệ xảy ra việc gì thì hắn đã viết thư gửi vào. Tiêu Viêm cũng nói với Dược lão là không biết thằng Vân Sơn 3 năm nay mạnh thêm được bao nhiêu. Thì Dược lão cũng nhận định là nếu Tiêu Viêm đánh bình thường không thể giết được Vân Sơn. Nhưng Dược lão cũng cho Tiêu Viêm một con đường, là nếu Tiêu Viêm tu luyện thành công phiên hải ấn đế ấn quyết 2. Tất nhiên Tiêu Viêm thấy không ổn khi ấn 1 khai sơn ấn vẫn chưa thành thạo nữa mà. Vì vậy Dược lão đề nghị là dung hợp 3 dị hỏa tạo thành Phật Đầu Hỏa Liên Bấy. Do đó Tiêu Viêm cũng chỉ gật đầu đồng ý. Nhưng Dược lão cho Tiêu Viêm biết thêm là nếu hắn không đánh được Vân Sơn thì ông sẽ ra tay đánh Vân Sơn cho. Trải qua một thời gian, Tiêu Viêm đã thử dung hợp 3 dị hỏa Thanh Niên, Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm và Cốt Linh Đánh Hỏa thì hắn đều thất bại. Cũng may là chưa kích nổ nhầm 3 dị hỏa, không thì Tiêu Viêm đã bị nổ còn mỗi xương. Lúc này Tiêu Viêm đã nhận được thư của Tiêu Lệ gửi vào là mọi thứ sẵn sàng về Gia Ma Đế Quốc. Do đó Tiêu Viêm đã quay trở về đội viện Già Nam chào mọi người. Tô Thiên cũng gặp mặt Tiêu Viêm thì Tiêu Viêm cho biết hôm nay hắn sẽ khởi hành về Gia Ma Đế Quốc nên mọi người không cần tiễn hắn đi quá xa. Tiêu Viêm đã cảm ơn Tô Thiên mấy năm nay đã giúp đỡ hắn và hắn sẽ không quên Tô Thiên đâu. Tô Thiên cũng cười và dặn Tiêu Viêm là hãy cẩn thận, còn về việc Tiêu Môn ông sẽ trông chừng cho. Sau đó Tiêu Viêm đã bật cánh chuẩn bị đi. Tiêu Viêm đã cảm ơn tất cả mọi người, là nếu sau trận đánh Vân Lâm Tông còn sống, hắn sau này sẽ trợ giúp mọi người. Lúc này Ngô Hạo đã lên tiếng,
là khi nào đạt đến Đấu Vương sẽ cùng Hổ Gia đến Gia Ma Đế Quốc gặp Tiểu Viêm. Hiện tại mọi người đang chia tay tình cảm, thì Minotaur xuất hiện phá vỡ bầu không khí, là đi được chưa lắm mồm thế. Vì vậy Tiểu Viêm, Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai, Tử Nghiên, Liễu Kình cũng bay đi luôn. Hổ Gia trò chuyện với Đại trưởng Lão, là Tiểu Viêm có thắng Vân Lâm Tông không? Thì Tô Thiên cũng không nói được điều gì, chỉ là Vân Lâm Tông là tông phái mạnh nhất Gia Ma Đế Quốc, nhưng so với Đại Lục không là gì, nên cũng chưa biết được thế nào. Và Tô Thiên cũng an ủi mọi người, không nên lo lắng cho Tiểu Viêm nữa. Chuyển về phong thành Hắc Sa Vực, mọi người đã tụ tập đầy đủ để chuẩn bị lên đường. Tiêu Lệ đã nhìn thấy hơn 100 người, trong đó 7 người đã là Đấu Vương. Tiêu Lệ cũng hỏi Diêu Đại, là người của Thiên Âm Tông, là sát môn Cuồng Sư Bang đã đến chưa? Thì đúng lúc này Thiết Ô, Âm Cốt, Tô Mị cùng người của mình đã xuất hiện trước Tiêu Lệ. Âm Cốt cũng ngạc nhiên sau một tháng mà Tiêu Lệ có thể gọi rất nhiều anh em giang hồ mạnh đi về Gia Ma Đế Quốc. Tiêu Lệ cũng cho biết là lấy danh tiếng của Tiêu Viêm là luyện dược sư mời. Tiêu Lệ cũng hỏi Thiết Ô, Âm Cốt, Tiêu Mị lần này phái người đi cùng như thế nào. Thì Thiên Âm Tông là sát môn Cuồng Sư Bang đã phái thêm tổng cộng 6 đấu vương đi cùng. Và Thiết Ô, Âm Cốt, Tô Mị cũng giải thích là họ chỉ mang thêm 2 đấu vương đi theo, là họ sợ khi nào rời khỏi Hắc Gia Vực thì những bang phái khác đến chiếm mất bang của mình. Âm Cốt lúc này cũng hỏi vấn đề Tiêu Viêm chưa xuất hiện. Tiêu Lệ cũng cho mọi người biết là hắn đã gửi thư cho Tiêu Viêm rồi. Và Tiêu Viêm đã cùng Tử Nghiên, Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai, Miêu Toa đã xuất hiện. Tiêu Viêm đã giới thiệu Tử Nghiên, Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai cho mọi người biết. Tiêu Lệ cũng khoe với Tiêu Viêm là hắn đã gọi được thêm 5 đấu vương ở Hắc Gia Vực trợ giúp. Vì vậy Tiêu Viêm cũng nhìn qua họ và phát hiện 5 người này đều là đấu vương 6 tinh. Và 5 người đấu vương cũng chào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy vậy cũng mở mồm nói là chỉ cần đánh bại Vân Lâm Tông thì hắn sẽ trả quà cho mọi người hợp lý. Điều này khiến 5 đấu vương cũng khá vui. Sau đó Tiêu Viêm nhìn 3 người Âm Cốt, Tô Mị, Thiết Ô. Âm Cốt cũng lên tiếng là lần này đi đến Gia Ma Đế Quốc mấy trăm chục km, họ cũng sợ thằng Kha cướp mất địa bàn của mình nên chỉ mang thêm 2 đấu vương đi. Vì vậy Tiêu Viêm cũng chấp nhận, do hắn cần đấu hoàng là chủ yếu. Và Tiêu Viêm chấp nhận lời hứa của Âm Cốt, Tô Mị, Thiết Ô đi đến Gia Ma Đế Quốc. Ngoài ra Tiêu Viêm còn nói lúc đánh nhau với Vân Lâm Tông thì 3 người họ đừng có mà không ra tay. Trở về với Tiêu Lệ thì hắn bàn với Tiêu Viêm chuyện đi về Vân Lâm Tông rất xa, nếu mà chạy bằng động cơ hai cẳng chân đi bộ thì không biết mồ quýt nào mới về được Gia Ma Đế Quốc. Nên Tiêu Lệ đã chuẩn bị 10 con máy bay phi hành ma thú hổ ưng 4 sao cho mọi người di chuyển. Và Tiêu Viêm đã mời mọi người lên phi hành ma thú chuẩn bị khởi hành. Trở lại Gia Ma Đế Quốc tại Thiếu Đạo Nhĩ gia tộc ở Đế Đô, Nha Phi đã gặp Tiêu Đỉnh đang ngồi xe lăn hai bánh và Hải Bà Đông. Nha Phi cho biết một tin là theo như tình báo thì Vân Lâm Tông đang tìm vật gì đó của Tiêu gia. Hải Bà Đông thấy vậy cũng hỏi Nha Phi Vân Lâm Tông sẽ làm gì. Thì Nha Phi cho biết khả năng là Vân Lâm Tông đang hướng đánh Thiếu Đạo Nhĩ gia tộc và Tiêu gia, nhưng vẫn chưa chắc chắn về điều đó. Nên Hải Bà Đông cũng đề nghị phải cẩn thận. Do đó Tiêu Đỉnh cũng xin lỗi Hải Bà Đông là vì cứu Tiêu gia mà Thiếu Đạo Nhĩ gia tộc mới bị Vân Lâm Tông đè đường dìm. Tiêu Đỉnh cũng đặt niềm tin vào Tiêu Viêm là hắn có thể quay về đánh Vân Lâm Tông kịp thời. Điều này khiến Hải Bà Đông cũng chỉ tin vào Tiêu Viêm có thể quay về kịp thời. Hiện tại trên Vân Lâm Tông lúc này, Vân Sơn đang đến thăm Vân Vận đẹp gái, là nói về vấn đề nhốt cô ấy vào trong trại cải tạo vẫn còn giận hắn. Thì Vân Vận cũng hỏi sư phụ của mình Vân Sơn là hôm nay đến thăm cô ấy trong trại cấm điện. Vân Sơn cũng đề cập chuyện Tiêu gia mà cô giận lâu thế, nhưng Vân Vận cũng cho biết Tiêu gia chỉ là một đám người bình thường mà ông ấy muốn quét sạch, kể cả chuyện Tiêu Viêm đang bị truy nã. Vì vậy Vân Sơn đề nghị Vân Vận hãy quên đi xúc xích của Tiêu Viêm đi, thì ông sẽ cho cô ấy về làm tông chủ của Vân Lâm Tông. Và Vân Sơn cũng cho Vân Vận biết một tin là ông đã nắm được một số người Tiêu gia đang ở Thương Đặc Nhĩ gia tộc. Tất nhiên Vân Vận cũng hiểu rằng Vân Sơn muốn ra tay đánh Thương Đặc Nhĩ gia tộc, mà Thương Đặc Nhĩ gia tộc là một tộc lớn. Nếu Vân Lâm Tông ra đánh Thương Đặc Nhĩ gia tộc thì hoàng thất của Gia Anh Thiên hay một số gia tộc liên kết đánh Vân Lâm Tông thì sao? Nhưng Vân Sơn cho Vân Vận biết là ông ấy lần này sẽ chiến tới cùng. Trước khi Vân Sơn đi ra khỏi trại cải tạo của Vân Vận thì ông cũng nói với Vân Vận là quên Tiêu Viêm đi. Nếu Tiêu Viêm quay trở lại Gia Ma Đế Quốc thì hắn sẽ là người chém Tiêu Viêm đầu tiên. Trở lại với đám người Tiêu Viêm đang cưỡi máy bay phi hành ma thú di chuyển về Gia Ma Đế Quốc hơn một tháng,
Tiêu Viêm đang tu luyện đã mở mắt hỏi mọi người là hiện giờ đang ở vị trí nào trên bản đồ. Thì Tiêu Lệ, Lâm Diễm cùng mọi người cho Tiêu Viêm biết là hiện tại họ đang ở một tiểu vương quốc vạn năm. Và theo tốc độ chạy bằng máy bay phi hành ma thú thì một tháng nữa sẽ đến được biên giới của Gia Ma Đế Quốc. Tiêu Viêm lại quan sát thấy Tử Nghiên và Mỹ Toa biến mất. Tiêu Lệ cũng nói là Tử Nghiên ngồi lâu nên đau hết mông nên cô đã bật cánh đi châu rồi. Nhưng mà Mỹ Toa có đi theo bảo kê cho Tử Nghiên. Vì vậy Tiêu Viêm cũng mặc kệ cho Thải Lân và Tử Nghiên thích làm gì thì làm. Tiêu Viêm có nhìn 10 máy bay phi hành ma thú đằng sau. Hắn có hỏi Tiêu Lệ chuyến bay vẫn bình thường không xảy ra sự cố gì chứ. Dĩ nhiên Tiêu Lệ với bao nhiêu năm nằm trong ngành hàng không nên hắn đã chuẩn bị đường bay rất kỹ càng bằng cách xem bản đồ. Kể cả di chuyển vào những quốc gia lãnh thổ khác, hắn rất cẩn thận tránh né những nơi nguy hiểm trên đường có nhiều khu vực do người khác cai quản. Điều này khiến Tiêu Viêm cũng an tâm khi di chuyển không phải va chạm đánh nhau vô cớ với một số thế lực trên đường. Thậm chí Tiêu Lệ cũng đã nói cho người của âm cốt Tô Mị Thiện Ô từ lúc khởi hành là trên đường sẽ không đánh nhau. Sau đó Tiêu Lệ vỗ vai Tiêu Viêm cho biết, dù hắn sức mạnh có hạn nhưng não không để mọc tóc, là những chuyện sắp xếp công việc đều rất thông minh. Và Tiêu Lệ hỏi về thời gian Tiêu Viêm tu luyện bây giờ có thể lên được đấu hoàng chưa. Dĩ nhiên Tiêu Viêm cũng lắc đầu là lên làm sao được, nên Tiêu Lệ đã đưa giải pháp cho Tiêu Viêm là có thể sử dụng thuốc đấu linh đan trợ giúp từ đấu vương lên đấu hoàng. Nhưng Tiêu Viêm cho Tiêu Lệ biết về viên thuốc đấu linh đan, ăn chưa chắc đã từ đấu vương lên đấu hoàng được. Mà lần này nếu hắn đột phá từ đấu vương lên đấu hoàng khả năng hơi khó. Do lần trước ở dưới thiên phần luyện khí tháp 2 năm, hắn đã một phát từ đấu linh lên đấu vương, sợ rằng thời gian này không thể từ đấu vương lên được đấu hoàng. Đúng lúc này em nghiện thuốc Tử Nghiên và Thải Lân vừa đi chơi tung tăng đã quay về máy bay phi hành ma thú gặp Tiêu Viêm. Tử Nghiên 2m bẻ đôi đang rất tưng tửng. Vì vậy Tiêu Viêm nói chuyện với Tử Nghiên chắc vừa tìm được cây cỏ dài dược liệu nào đúng không. Tử Nghiên đã cười và lấy ra một hộp dược liệu. Tử Nghiên cho biết đây là số dược liệu cho Thải Lân tỷ luyện thuốc dung hồn đan. Còn số còn lại sẽ đưa cho Tiêu Viêm luyện chế thành kẹo thuốc cho mình. Tiêu Viêm khi cầm được hộp đang đựng dược liệu hắn hơi bất ngờ. Khi toàn là cỏ thuốc quý như Ngọc Long Tiên, Cực Hàn Linh Chi. Tiêu Viêm đã điều tra về số thuốc này ở đâu mà có được. Thái Lân đã xoa đầu Tử Nghiên cho Tiêu Viêm biết là Tử Nghiên ngửi được mùi thuốc nên họ đã kiếm được. Tiêu Viêm đã hỏi vấn đề mấy cây cỏ này làm sao không có đất khi vừa được nhổ lên. Tử Nghiên đã cho biết là họ đã ăn trộm ở một băng phái và Thái Lân đã rủ dỗ cô ấy đi ăn trộm. Do đó Tiêu Viêm hơi gắt với Thái Lân. Là làm sao lại dù em bé Tử Nghiên đi học tính ăn trộm ăn cắp hư người. Hiện tại Thái Lân cũng cho Tiêu Viêm nên kệ cô ấy làm gì thì làm. Miễn là có dược liệu luyện chế dung hồn đan là được. Vì cô ấy sinh cô ấy có quyền. Lúc này Tiêu Viêm không nói nữa. Đã gọi Tiêu Lệ cho ba tài xế máy bay cho máy bay chạy nhanh lên. Sau khi Tiêu Lệ rời đi cho tăng tốc máy bay. Tiêu Viêm đã ra cấm vận với Tử Nghiên và Mỹ Đô Toa. Là hai người họ không được lệnh của Tiêu Viêm. Thì hai người sẽ không được đi ra khỏi máy bay phi hành ma thú. Điều này khiến Tử Nghiên lẻ lưỡi xỉ mặt. Còn Miêu Toa cũng hơi khó chịu. Trải qua hơn 2 tháng di chuyển trên bầu trời, nhóm Tiêu Viêm hiện tại đã đi đến trước mặt thành trấn quỷ quan biên giới của Gia Ma Đế Quốc. Tiêu Viêm đã cười to khi về được Gia Ma Đế Quốc. Và khiến Lâm Diễm hỏi Tiêu Viêm đây là Gia Ma Đế Quốc. Tiêu Lệ đã lên tiếng cho biết đây là biên giới Gia Ma Đế Quốc trấn quỷ quan. Còn Tiêu Viêm kể về chuyện 3 năm trước bị Vân Lâm Tông truy sát đến nơi này và may mắn đã vượt biên thành công. Sau đó Tiêu Viêm đã lấy từ chiếc nhẫn ra con huyền trọng xích màu đen đeo lên lưng cho Phong Trần. Tiêu Viêm đã hạ lệnh là anh em hãy cho máy bay di chuyển nhanh lên. Và đám người Tiêu Viêm đã di chuyển đến tường thành trấn quỷ quan. Tuy nhiên Tiêu Lệ cảm thấy trấn quỷ quan có khác thường nên đã nói cho Tiêu Viêm. Và Tiêu Viêm cũng nhận ra trấn quỷ quan sau hôm nay không có người. Vì vậy Lâm Tu Nhai lên tiếng về vấn đề Tiêu Viêm quay về Gia Ma Đế Quốc bị lộ thông tin. Nhưng Tiêu Viêm lắc đầu không đồng ý. Là từ Hắc Sơ Vực về Gia Ma Đế Quốc quá xa làm sao mà lộ được. Lúc này em Thải Lân Minotoa đã lên tiếng là trong thành có dấu vết chém nhau. Do đó Tiêu Viêm đã dùng linh hồn của mình quét qua trong thành có việc gì. Tiêu Viêm cũng cho mọi người biết là hắn đã tìm ra người quen Mộc Thiết, nên mọi người đã hạ cánh máy bay phi hành ma thú thấp di chuyển. Bây giờ ở một cảnh khác, Mộc Thiết đang bị Mông Lực cho quân lùa giết. Hiện tại Mộc Thiết dọa Mông Lực
là hắn phản bội hoàng thất nghe được tin này Mông Lực sẽ bị chặt cụt đầu. Nhưng Mông Lực không nghe, do hắn có người và Lâm Tông bảo kê trợ giúp, kể cả hoàng thất bây giờ hắn cũng không sợ. Và nếu giết được Mộc Thiết là Mông Lực lên nắm quyền tại trấn Quỷ Quan ngay. Hiện tại Mộc Thiết chuẩn bị ra tay đánh nhau với Mông Lực đấu linh 9 sao, thì Vân Phàm trưởng lão đấu vương 3 sao của Vân Lâm Tông đã xuất hiện trợ giúp Mông Lực. Vân Phàm đã đề nghị Mộc Thiết giao lại lệnh bài chỉ huy trấn Quỷ Quan cho hắn. Tất nhiên Mộc Thiết không đưa, do đó Vân Phàm đã vác kiếm lao vào chém Mộc Thiết. Tuy nhiên Mộc Thiết đấu vương 1 sao đã vác một con búa nhôm búa sắt ra đánh nhau. Đúng lúc này Tiêu Viêm đang ở máy bay phi hành ma thú lên tiếng, là Vân Sơn biệt danh lão cẩu lần này chơi lớn cho người đến trấn Quỷ Quan. Vân Phàm đã nhìn thấy 10 con máy bay phi hành ma thú. Ông đã nói chuyện với Lâm Tông đừng có nhúng tay vào. Vì vậy Tiêu Viêm đã từ một con phi hành ma thú cùng hơn chục người khác đã xuất hiện dưới mặt đất trước Vân Phàm, Mộc Thiết, Mông Lực. Mộc Thiết thấy vậy đã hạ lệnh quân lính của mình đứng quan sát không ra tay hành động gì hết. Mộc Thiết đã nhìn ra Tiêu Viêm quen quen mà chưa nhận ra là ai. Và hắn thấy 10 người trước mặt đều là đấu vương. Trở lại với Vân Phàm đã mở alo giới thiệu, hắn thuộc Quan Lâm Tông của Tông Chủ Vân Sơn, nên Tiêu Viêm đã lên tiếng chào Mộc Thiết cùng mọi người. Hắn tên Tiêu Viêm, 3 năm trước được ông anh Mộc Thiết thả đi. Điều này khiến Mộc Thiết nhận ra Tiêu Viêm chính là Tiêu Viêm. Vân Phàm bây giờ nghe thấy tên Tiêu Viêm là thằng bị truy nã. Hắn đã hạ lệnh hơn 10 đệ tử Quan Lâm Tông đang có mặt lao đến giết Tiêu Viêm. Nhưng 10 tên Quan Lâm Tông đã bị 10 đấu vương của bên Tiêu Viêm giết sạch. Do đó Mông Lực đã hạ lệnh quân đội hơn 1.000 người của mình đang chỉ huy ra tay với đám người Tiêu Viêm. Và anh em giang hồ Hắc Gia Vực thấy vậy đã giết quân đội của Mông Lực. Hiện tại Tiêu Viêm vẫn tha cho Vân Phàm và Mông Lực. Tuy nhiên Vân Phàm và Mông Lực sẽ được đắp chiếu ở đây. Vì vậy Vân Phàm đã bàn kế hoạch với Mông Lực. Hắn sẽ cầm chân Tiêu Viêm thì Mông Lực hãy chạy về báo tin cho Vân Lâm Tông. Lúc này Vân Phàm đã cầm kiếm lao vào chém Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã thấy Mông Lực đang cố gắng chạy thoát. Hắn đã dùng tay trái hút Mông Lực quay trở về phía mình vứt xuống một góc tường, khiến Mông Lực bị nằm im bất động. Vân Phàm thấy tình hình không ổn không chém Tiêu Viêm nữa mà quay xe hai chân chạy. Nhưng Tiêu Viêm đã bay lên không trung cho Vân Phàm ăn một chưởng ngã xuống mặt đất. Vân Phàm đã mở alo xin lỗi Tiêu Viêm. Hay tha cho hắn chứ hắn ở nhà Vân Lâm Tông ngoan lắm. Tất nhiên Tiêu Viêm không cho xin xỏ cái gì hết vì đây đang ở ngoài đường. Tiêu Viêm đã dùng dị hỏa lưu ly liên tâm hỏa đốt Vân Phàm thành tro. Sau đó Tiêu Viêm đến chào Mộc Thiết. Mộc Thiết bây giờ mới tin Tiêu Viêm đang còn sống. Và Tiêu Viêm đã cảm ơn chuyện 3 năm trước Mộc Thiết thả đi khỏi biên giới. Thì Mộc Thiết cũng cho biết là năm đó gia tộc Mộc Gia cho hắn biết tin tức của Tiêu Viêm, nên đã nghe lệnh của Mộc Thần mà thả Tiêu Viêm. Lúc này Mộc Thiết cũng cảm ơn Tiêu Viêm đã giúp hắn chuyện giải nguy vừa rồi. Tiêu Viêm cũng hỏi Mộc Thiết về Gia Ma Đế Quốc 3 năm nay xảy ra chuyện gì. Vì vậy Mộc Thiết đã mời Tiêu Viêm vào nhà để nói chuyện. Trong cuộc trò chuyện của mọi người trong nhà, Mộc Thiết cho Tiêu Viêm biết hiện tại một số việc của Gia Ma Đế Quốc là Vân Lâm Tông đã tuyển quân số rất nhiều và mang quân giải rác khắp Gia Ma Đế Quốc. Thậm chí là Mộc Thiết cũng kể về việc Tiêu Gia bị giết cho Tiêu Viêm. Nên Tiêu Viêm đã xin tin tức Tiêu Gia hiện tại đang ở đâu từ Mộc Thiết. Mộc Thiết đã cho Tiêu Viêm một địa điểm là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, mà hiện tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đang được Nhã Phi cầm quyền toàn bộ. Do đó Tiêu Viêm cũng hơi bất ngờ khi chị bán thuốc Nhã Phi đã lên điều hành cả gia tộc. Trong cuộc trò chuyện tiếp theo, Tiêu Viêm biết thêm Vân Sơn đã mạnh hơn so với 3 năm trước và chuyên Vân Sơn lên làm tông chủ thay vân vân. Điều này khiến Tiêu Viêm thắc mắc về tình huống của người yêu cũ máy bay vân vân của mình đâu. Thì Mộc Thiết cũng nói về vân vân đã bị mất chức tông chủ nhưng vẫn được sống trong Vân Lâm Tông. Ngoài ra Mộc Thiết cũng cho biết khả năng Vân Lâm Tông sẽ ra tay với 3 đại gia tộc của đế đô. Và Thất Đồng Nhĩ gia tộc khả năng bị lên thớt đầu tiên do Hải Bá Đông có quan hệ với Tiêu Viêm. Và một nguyên nhân nữa là Vân Sơn đang tìm kiếm cái gì đó của Tiêu gia. Vì vậy sau khi Tiêu Viêm nắm rõ một số thông tin hiện tại, hắn đã nhờ Mộc Thiết giữ kín chuyện hắn đã quay trở về Gia Ma Đế Quốc. Sau đó Tiêu Viêm chào Mộc Thiết khởi hành di chuyển đến đế đô. Chuyển đến Vân Lâm Tông, hiện tại Vân Sơn đang ở trong đại sảnh họp mặt. Hắn muốn nghe tin tức của Vân Phàm hiện nay như thế nào. Và một ông già đã lên tiếng bẩm báo chưa có tin tức về Vân Phàm. Nên Vân Sơn đã đề nghị mấy trưởng lão truyền tin cho Vân Phàm là 5 ngày nữa nhanh chóng chiếm được trấn Quỷ Quan. Ngoài ra Vân Sơn cũng đề cập chuyện đánh Thương Đặc Nhĩ gia tộc chuẩn bị quân đội xong chưa. Và một ông già đã nói về Thương Đặc Nhĩ gia tộc có sự trợ giúp thì hơi khó ăn.
Vì vậy Vân Sơn đã cho Vân Đốc Vân Sát Đấu Hoàng đi cầm quân đánh Thượng Đẳng Nhĩ gia tộc, là hãy quét sạch hết từ già đến bé, từ công công đến thái giám của Thượng Đẳng Nhĩ gia tộc, còn người Tiêu gia hãy giữ lại. Sau đó đám trưởng lão đã giải tán ra khỏi đại sảnh. Lúc này vụ hộ pháp của Hồn Điện đã xuất hiện trước Vân Sơn. Vân Sơn đã hỏi vụ hộ pháp cần gì của Tiêu gia, nhưng vụ hộ pháp không cho biết, chỉ cần Vân Sơn làm theo mệnh lệnh là được. Còn Vân Sơn nếu thích thì Hồn Điện cho Từ Đấu Hoàng lên Đấu Tông, và Hồn Điện cũng cho Vân Sơn tụ danh Từ Đấu Tông xuống Đấu Hoàng được. Vì vậy Vân Sơn đã phải nghe lệnh của vụ hộ pháp. Lúc này tại Thượng Đẳng Nhĩ gia tộc tại Đế Đô, Vân Đốc đã dẫn đệ tử và Lâm Tông toàn lính siêu cấp tràn vào Thượng Đẳng Nhĩ gia tộc. Nhưng Thượng Đẳng Nhĩ gia tộc đang bảo vệ nhà chính của mình khỏi bị phá. Hiện tại Hà Bá Đông đang phải cầm chân hai Đấu Hoàng Vân Đốc và Vân Sát, còn Đăng Sơn đang phải cầm chân Vân Phù và Vân Húc. Đăng Sơn có nói chuyện với Vân Phù và Vân Húc hãy dừng tay. Tuy nhiên Vân Phù, Vân Húc cho Đăng Sơn biết, họ nghe lệnh của Tông Chủ Vân Sơn đi đánh Thượng Đẳng Nhĩ gia tộc. Do đó Đăng Sơn đành phải liều chiến thôi. Bây giờ tại một góc trên thành Hoàng Thất, Gia Ảnh Thiên cùng Yêu Dạ đang quan sát trận đánh của Vân Lâm Tông với Thượng Đẳng Nhĩ gia tộc. Cháu gái Yêu Dạ khá ngon, mông to đít bự cũng hỏi Gia Ảnh Thiên là không giúp Thượng Đẳng Nhĩ gia tộc. Nhưng Gia Ảnh Thiên không ra tay, do ông sợ Vân Sơn của Vân Lâm Tông. Yêu Dạ đã mở mồm trên thuyết phục Gia Ảnh Thiên hãy ra tay trợ giúp Thượng Đẳng Nhĩ gia tộc, vì Vân Lâm Tông có thể ra tay với Hoàng Thất. Tuy nhiên Gia Ảnh Thiên cũng không ra tay. Bây giờ tại công hội liệt sư Pháp Mã, Nạp Đan gia tộc, Nạp Đan Kiệt, Mộc Gia, Mộc Thần cũng đang quan sát trận đánh của Thượng Đẳng Nhĩ gia tộc với Vân Lâm Tông. Nhưng họ cũng không ra tay giúp đỡ Thượng Đẳng Nhĩ gia tộc. Trở lại bên trong nhà của Thượng Đẳng Nhĩ gia tộc, quân lính của Vân Lâm Tông đang đánh nhau với quân lính của Thượng Đẳng Nhĩ gia tộc. Còn trên bầu trời, Đăng Sơn đã bị hai đấu vương Vân Phù và Vân Húc đánh cho chảy máu mồm trên. Vân Phù đã nói với Đăng Sơn hãy đầu hàng đi. Nhưng Đăng Sơn nhìn Hải Bá Đông đang bị hai tên đấu hoàng Vân Đốc Vân Sát hợp lực đánh, và Hải Bá Đông vẫn có thể cầm chân hòa, nên Đăng Sơn quyết định solo top 1 đấu 2 với Vân Phù và Vân Húc. Vì vậy Đăng Sơn lao vào đánh nhau với Vân Phù và Vân Húc tiếp. Đăng Sơn sau một hồi giao chiến đã ăn một chưởng từ Vân Phù và Vân Húc rơi xuống mặt đất phụt máu mồm. Cũng may Đăng Sơn được người Thượng Đẳng Nhĩ gia tộc đỡ được. Sau đó hai đấu vương Vân Phù Vân Húc đã cùng hai đấu hoàng Vân Đốc Vân Sát đánh với Hải Bá Đông. Do đó Hải Bá Đông đang phải cần 4 người cùng một lúc. Gia Ảnh Thiên đang đứng cùng với em gái Yêu Dạ. Gia Ảnh Thiên nhận định Hải Bá Đông sắp gục ngã thua rồi. Trở lại với Hải Bá Đông đang phải chống đỡ 4 trưởng một lúc từ Vân Phù, Vân Húc, Vân Đốc, Vân Sát. Ai chứng kiến quan sát cảnh này cũng biết rằng Hải Bá Đông sắp thua. Tiêu Viêm đang cưỡi phi hành ma thú đã giống một tiếng sư tử toái kim ngầm từ mồm, khiến Vân Phù, Vân Húc, Vân Đốc, Vân Sát bị giật mình choáng, tạm thời đã giảm sức mạnh trưởng vào Hải Bá Đông quay xe. Và Hải Bá Đông đã cảm thấy dễ chịu hơn trên bầu trời. Hiện tại, Gia Ảnh Thiên đang đứng quan sát giúp bụi trên thành đã cảm nhận ra mùi cơ thể hôi nách từ Tiêu Viêm hay khí tức của hắn. Và không biết là Tiêu Viêm không, Tiêu Viêm đã bay đến xuất hiện trước mặt Hải Bá Đông. Bốn người Vân Đốc đã hợp sức liên kết bốn đấu khí chưởng vào Tiêu Viêm. Tuy nhiên Tiêu Viêm đã lao lên dùng đấu kỹ bát cực băng hai tay bọc xì hỏa chống đỡ một chưởng của bốn người Vân Đốc, khiến hai đấu vương Vân Phù, Vân Húc, hai đấu hoàng Vân Đốc, Vân Sát phải lùi lại mấy chục mét trên bầu trời. Điều này khiến tất cả đều bất ngờ khi chứng kiến thanh niên 20 tuổi bẻ gãy xương bò đánh được hai đấu vương và hai đấu hoàng phải lùi. Bốn người Vân Đốc đã lên tiếng chào hỏi Tiêu Viêm là thằng nào hãy cho xin cái địa chỉ họ và tên, chứ đừng ở đây mà bắt nạt bốn người bọn họ. Tất nhiên Tiêu Viêm đã giới thiệu tên của mình cho mọi người cùng nghe. Tiêu Viêm, Tiêu Gia đã quay trở về hân hạnh chào. Điều này khiến ở trên đất các nhân vật phụ bà hàng xóm đang quan sát đều bàn tán chuyện nghe tên Tiêu Viêm vừa nói. Là Tiêu Viêm được đồn thổi đã ngỏm 3 năm trước hay việc Tiêu Gia đã mất giống sinh đẻ rồi còn gì. Chuyện đến ông già, Gia Ảnh Thiên đang giảng đạo lý cho em gái Yêu Dạ đủ tuổi để con được rồi trên thành. Là nhằm kêu luyện đạo sư 3 năm trước chính là Tiêu Viêm. Yêu Dạ nghe vậy thắc mắc Tiêu Viêm đã bị Vân Lâm Tông gian ảnh tìm trở con thất lạc tống cổ ra khỏi Gia Mã Đế Quốc. Nhưng Gia Ảnh Thiên cho biết Tiêu Viêm đã quay trở lại, và nhận định năm đó Tiêu Viêm chỉ là đại đấu sư mà có thể quẩy tung chảo Vân Lâm Tông Vân Sơn. Thì đến bây giờ ngay cả ông ấy đấu hoàng 9 sao cũng chưa dám chắc ăn được Tiêu Viêm hay không. Gia Ảnh Thiên đã đề nghị Yêu Dạ xem hết trận đánh tối nay hãy tiếp xúc quan hệ xã giao bằng mồm trên với Tiêu Viêm nhiều hơn. Nếu được hơn nữa thì cho mồm dưới với Tiêu Viêm cũng được để tạo mối quan hệ cho Hoàng Thất.
Vì vậy Yoda cũng nắm bắt cơ hội tốt như thế này thể hiện mình. Là hạ lệnh quân đội hoàng thất trợ giúp Thơ Đại Nhĩ gia tộc đánh với quân đội đệ tử Vân Lam Tông. Chuyển đến chỗ Pháp Ma. Pháp Ma đã nhận định khả năng Vân Sơn lần này Tiêu Viêm quay trở về sẽ được giải thưởng Bát Hương Vàng. Chuyển đến Mộc Gia Mộc Thần. Ông ấy đang rất vui mừng là 3 năm trước từng cho Mộc Thiết giúp đỡ Tiêu Viêm chạy ra khỏi trấn quỷ quan vượt biên. Về phần Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Kiệt hơi đơ người khi Tiêu Viêm giờ mạnh thế. Nạp Lan Kiệt đã đưa ra yêu cầu với Nạp Lan Túc. Sau trận đánh này đến trao hỏi Tiêu Viêm xã giao kiếm quan hệ chút ít. Nạp Lan Túc thấy vậy cũng nói về em gái Nạp Lan Yên Nhiên năm đó hơi đần khi đòi ly hôn với Tiêu Viêm để đi tìm quả chuối khổng lồ phù hợp với cơ thể mình. Nhưng Nạp Lan Kiệt không quan tâm chuyện của Nạp Lan Yên Nhiên. Mà ông trách mình 3 năm trước không giúp Tiêu Viêm tại Vân Lam Tông. Trở lại với Tiêu Viêm và Hải Ba Đông. Hải Ba Đông đã nhận ra Tiêu Viêm vừa đánh lui được 4 người Vân Sát. Hải Ba Đông ăn mừng chào nói được vài câu với Tiêu Viêm. Là bây giờ Tiêu Viêm ăn chơi thác loạn 3 năm may mà quay trở về kịp thời. Tiêu Viêm đã không để Hải Ba Đông nói thêm nữa. Bây giờ hãy giải quyết 4 thằng già bên Vân Lam Tông thì mới châm gió nói phép được. Sau đó Tiêu Viêm đã nhìn sang 4 người Vân Đốc Dọa. Là hắn đã quay trở lại đến chém chết Vân Sơn biệt danh Lão Cẩu và người Vân Lam Tông. Vì vậy Vân Đốc đã lấy một chiếc ống sắt phát ra tín hiệu pháo hoa trên bầu trời trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. Nên 5 đấu vương của Vân Lam Tông đã xuất hiện. Hải Ba Đông thấy số lượng 7 đấu vương và 2 đấu hoàng của Vân Lam Tông cũng hơi chùn bước. Tuy nhiên Tiêu Viêm đã vỗ tay giới thiệu cho Hải Ba Đông quân đội của mình mang về lần này. Do đó hơn 10 anh em Hắc Giáp Vực đấu vương đang di chuyển ngoài đế đô đã xuất hiện trước Tiêu Viêm. Và khiến Vân Đốc thấy đội hình team Tiêu Viêm toàn đấu vương còn khỏe hơn team mình cũng sợ vãi nước. Lúc này Hải Ba Đông đã được Tiêu Viêm cho biết là đội hình mang về. Hải Ba Đông nhìn vậy cũng khâm phục Tiêu Viêm biết Châu Bình tiến đánh Vân Lam Tông. Hiện tại Lâm Diễm đã lên tiếng nói về Vân Lam Tông ra quân cũng khỏe phết trong mọi người. Là 2 đấu hoàng 7 đấu vương lần. Nên hắn rất đang muốn ra tay đổ sát chém nhau. Và Tiêu Viêm cũng ra lệnh chém hết chết cụ mấy thằng Vân Lam Tông cho tôi anh em. Lên! Vân Đốc nghe được lời Tiêu Viêm. Ông cũng cho quân đội đệ tử Vân Lam Tông đang ở dưới đất một lần nữa tràn vào nhà chính của Thơ Đào Nhĩ gia tộc. Khiến trong nhà Thơ Đào Nhĩ gia tộc lại bị vây đánh khắp nơi. Bây giờ Tiêu Viêm đã sắp xếp đội hình chiến đấu như sau. Hải Ba Đông đánh với 2 đấu hoàng Vân Đốc Vân Sát. Còn những đấu vương khác sẽ do Lâm Diễm cùng một số đấu vương của Hắc Giáp Vực ra tay đánh với 7 đấu vương của Vân Lam Tông. Trở lại với em bán thuốc Nha Phi. Cô ấy được người của mình vào thông báo một tin. Là quân đội Vân Lam Tông gần đánh vào chỗ cô ấy rồi. Nha Phi đã hạ lệnh quân của Thước Đạo Nhĩ gia tộc dùng cung tên bắn cầm chân. Đúng lúc này Tiêu Viêm đã từ trên trời hạ xuống chỗ Nha Phi khen cô ấy. 3 năm nay nhìn chị ngon hơn so với 3 năm trước. Nha Phi cũng vui vì Tiêu Viêm đã trở về. Nên để Tiêu Viêm xem lại đại ca Tiêu Đỉnh của mình. Tiêu Viêm đã phát hiện Tiêu Đỉnh đang ngồi nhưng mà ngồi xe lăn. Tiêu Đỉnh đã nói nguyên nhân hắn bị liệt hai cẳng chân cho Tiêu Viêm là do trúng độc. Tiêu Viêm đã quỳ xin lỗi trước Tiêu Đỉnh do hắn mà khiến Tiêu gia bị như vậy. Tất nhiên Tiêu Đỉnh cũng không trách Tiêu Viêm, mà còn lo cho Tiêu Viêm 3 năm nay cũng cực khổ không kém. Sau đó Tiêu Viêm nhìn chị bán thuốc Nhã Phi cảm ơn cô ấy đã giúp Tiêu gia 3 năm nay. Giờ thì Vân Lam Tông cứ để cho hắn lo hết. Nhã Phi cũng quan tâm cho phi công của mình, hãy cẩn thận nhé, tối chỉ đợi kết quả. Tiêu Viêm nghe vậy đã bật cánh bay lên bầu trời cho ra dị hỏa lưu ly liên tâm hỏa và hô to với Nhã Phi. Là cho người Thơ Đại Nhĩ ra tàu rút lui vào bên trong nhà. Sau đó Tiêu Viêm đã di chuyển chạy đến đâu đốt người của Vân Lam Tông đang tràn vào nhà. Khiến rất nhiều đệ tử của Vân Lam Tông chỉ còn mỗi cái trò chết mất xác. Nên bọn đệ tử Vân Lam Tông thấy Tiêu Viêm mạnh vậy sợ quá đã cắm đầu chạy ra khỏi Thơ Đại Nhĩ gia tộc. Kể cả có thằng Vân Lam Tông giả chết ngã lăn ra đất. Lúc này Thơ Đại Nhĩ gia tộc sân trước nhà khá vắng không thấy thằng nào xông vào nữa. Trở lại với Nha Phi và Tiêu Đỉnh. Nha Phi đã thấy quân đội của Hoàng Thất trong Thơ Đại Nhĩ gia tộc. Cô và Tiêu Đỉnh cũng không ngờ lòng dạ đàn bà yêu dạ nguy hiểm nắm thời cơ tốt thế. Lúc trước Vân Lam Tông đánh Thơ Đại Nhĩ gia tộc không thấy trợ giúp. Tiêu Viêm vừa xuất hiện đã điều quân trợ giúp ăn ké. Và yêu dạ cũng thể hiện trình độ cưỡi ngựa điều luyện nhun nhun trước Tiêu Viêm cho quân Hoàng Thất vây bắt người của Vân Lam Tông trong Thơ Đại Nhĩ gia tộc. Yêu dạ đã chào Tiêu Viêm một cái. Nhưng Tiêu Viêm đang suy nghĩ em gái cưỡi ngựa ngon thế này hình như là yêu dạ thì phải. Nha Phi đã lên tiếng cho Tiêu Viêm đây là yêu dạ công chúa. Bây giờ yêu dạ đã không cưỡi ngựa nữa mà xuống chào Nha Phi giải thích với mọi người. Là cô điều quân đội Hoàng Thất đến trợ giúp Thơ Đại Nhĩ gia tộc. Nên hãy thông cảm.
Vì vậy Tiêu Viêm cũng chào Yêu Giả một tiếng, là tối nay mới có thời gian nói chuyện được. Giờ hắn đang bật đi chém mấy thằng Vân Lâm Tông đã. Tiêu Viêm đã bay lên bầu trời, thì hắn thấy bảy đấu vương Vân Lâm Tông đều đang bị anh em đấu vương Hắc Sa Vực chèn ép đè đường. Tiêu Viêm đã lao vào trợ giúp anh em Hắc Sa Vực, nên bốn thằng đấu vương Vân Lâm Tông đã bị đánh rụng từ chân trời xuống mặt đất. Tiếp đến một đấu vương của Vân Lâm Tông đã bị Tiêu Viêm đấm một phát khiến hắn rúi rụi xuống mặt đất. Trở lại với Vân Lâm Tông, Vân Sơn đã giật mình khi cảm nhận ra mùi hôi nách, mùi cơ thể hình như là của Tiêu Viêm. Vân Sơn đã giữ bình tĩnh trở lại xem tin tức của Vân Đốc cử đi đánh Thơ Đại Nhĩ gia tộc thế nào. Một ông già trưởng lão đã cho biết tin tức là Vân Đốc đã bị trọng thương rồi. Ông già đã lật lệnh bài đám người Vân Sát cho mọi người Vân Lâm Tông cùng xem. Toàn bộ lệnh bài của hai đấu hoàng, bảy đấu vương đã bị nát, đồng nghĩa họ đều đã bị thương. Vì vậy rất nhiều ý kiến trái chiều của Vân Lâm Tông đã được đưa ra, là ba đại gia tộc đã hợp lực trợ giúp đánh Thương Đại Nhĩ gia tộc. Nhưng Vân Sơn đã cho tất cả trưởng lão biết là thằng Viêm Chầu đã quay trở lại. Và mấy ông trưởng lão Vân Lâm Tông nghi Tiêu Viêm là đấu tông mới có thể giết được hai đấu hoàng và bảy đấu vương. Tuy nhiên Vân Sơn đã nêu cảm nhận của mình biết về Tiêu Viêm, là ông cảm nhận mùi của Tiêu Viêm chắc là đấu hoàng. Do đó toàn bộ người Vân Lâm Tông nghe Tiêu Viêm là đấu hoàng, họ đều phải giật mình cách hack liver của Tiêu Viêm sau 3 năm. Sau đó một ông già trưởng lão đề nghị Vân Sơn nên cho người giải cứu đám người Vân Đốc. Vân Sơn cũng đồng ý. Thì một ông già trưởng lão làm nghề coi tin tức cho biết là Ngọc Bài đã vỡ, đồng nghĩa đã ngỏm. Do đó Vân Sơn không cho người đi cứu đám Vân Sát nữa. Vân Sơn đã hạ lệnh cho toàn bộ Vân Lâm Tông là thằng nào đến tham quan chụp ảnh ở Vân Lâm Tông giết hết. Hiện tại đám trưởng lão đã rời khỏi đại điện Vân Lâm Tông. Vu Hộ Pháp đã xuất hiện trước Vân Sơn. Vu Hộ Pháp cũng nói về vấn đề Tiêu Viêm đã quay trở lại đòi đánh Vân Lâm Tông. Nhưng Vân Sơn cũng chủ quan là Tiêu Viêm cứ để cho hắn lo là được. Ngoài ra Vu Hộ Pháp cũng nhận được tin tức từ người của mình là linh hồn Dược Trần đang ở trên người Tiêu Viêm. Vân Sơn cũng hiểu ý của Vu Hộ Pháp, nên Vân Sơn hứa sẽ giao lại linh hồn Dược Trần cho Vu Hộ Pháp khi giết được Tiêu Viêm. Chuyển đến cảnh của nhóm Tiêu Viêm đang giao chiến trên bầu trời với người Vân Lâm Tông. Tiêu Viêm đã đánh bại hai thằng cứng đầu đấu hoàng ngã xuống mặt đất giành thắng lợi. Tiêu Viêm đã cùng đám người Tiêu Lệ đi xuống gặp Tiêu Đỉnh đang ngồi xe lăn. Trong cuộc trò chuyện của mọi người, Tiêu Đỉnh đã không biết vì sao Tiêu Lệ và Tiêu Viêm hai năm đã đạt đến đấu vương. Dĩ nhiên Tiêu Lệ cũng ra hiệu Tiêu Viêm không nói về viên thuốc phệ sinh đan, mà hắn nói phét với Tiêu Đỉnh là hắn nhờ Tiêu Viêm cho dùng thuốc đột phá. Hiện tại Tiêu Viêm đã đến sơ đồ Tiêu Đỉnh phát hiện có độc. Tiêu Viêm đã cho Tiêu Đỉnh biết là hắn chữa được bệnh liệt cẳng do trúng độc, nhưng hơi mất thời gian một chút vì Tiêu Đỉnh trúng độc quá lâu. Và để tiện nói chuyện bốc phét, mọi người đã di chuyển vào trong nhà. Hai Bát Đông đã mở alo mở bát đầu tiên nói về chuyện lần này Tiêu Viêm sẽ đi đánh Vân Lâm Tông, nên ông đã cho mọi người biết sơ qua về Vân Lâm Tông 3 năm nay như thế nào. Là Vân Lâm Tông hiện tại còn quân dự bị là ba đấu hoàng và rất nhiều đấu vương. Tuy nhiên những đấu hoàng và đấu vương của Vân Lâm Tông sử dụng một bí thuật nào đó tăng sức mạnh thôi, chứ trình độ tuyệt đối là không phải. Hai Bát Đông cũng đưa ra phương án cho Tiêu Viêm đi đánh Vân Lâm Tông, hay gọi thêm hai gia tộc và hoàng thất lẫn công hội luyện sư trợ giúp. Tất nhiên Tiêu Viêm chưa đồng ý gọi mấy người này, thì Hai Bát Đông thuyết phục Tiêu Viêm nên cần sự trợ giúp từ các đại gia tộc cho chắc ăn. Hai Bát Đông cũng trình bày quân số Tiêu Viêm đem về khoảng 10 đấu vương đi đánh Vân Lâm Tông hơi khó. Vì vậy Tiêu Viêm đã vô tay gọi ra ba đấu hoàng Âm Cốt, Tô Mị, Thiết Ô cho mọi người cùng xem. Tiêu Viêm cũng cho Hải Bát Đông xem quân số của mình là đấu hoàng cùng đấu vương đã ngang với Vân Lâm Tông. Đôi lúc này em rắn Minotaur bị cụt đuôi thay vào đó bằng hai cái chân đã xuất hiện. Điều này khiến Hải Bát Đông giật mình, em rắn Minotaur ở đâu xuất hiện. Tiêu Viêm thấy Thải Lân đang cầm trên tay một hộp thuốc cùng với Tử Nghiên đang đi đến. Tiêu Viêm cũng hiểu rõ hộp thuốc hai mẹ Tử Nghiên và Thải Lân vừa đi ăn trộm mang về, nên Tiêu Viêm cho Tử Nghiên biết là còn đi theo Thải Lân ăn trộm cỏ nữa, hắn sẽ mang cô về nội viện trả lại cho trường mầm non Già Nam. Tiêu Viêm đã mồm xin lỗi Hải Bát Đông về hai người này đã ăn trộm cỏ của Thương Đại Nhĩ gia tộc, đồng thời trả lại hộp thuốc cho ông ấy. Tuy nhiên Hải Bát Đông thấy Miêu Toa đã sợ khóc mẹ ra quần rồi, ông đã cho luôn hộp thuốc này cho Thải Lân, coi như Tiêu Viêm hãy nợ ông ấy một lần nữa. Sau đó mọi người đã ngồi vào vị trí bàn công việc tiếp. Tiêu Viêm cũng cho biết dù có Thải Lân đánh Vân Lâm Tông, nhưng bà rắn này đi đến cho có thôi chứ ra tay theo cảm xúc. Vì vậy Vân Sơn sẽ do hắn giải quyết.
Hải Bá Đông nghe vậy cũng lo cho Tiêu Viêm có đánh được Vân Sơn không. Nên Hải Bá Đông cũng bàn với Tiêu Viêm là ông sẽ alo gọi thêm ba đại gia tộc Hoàng Thất và Công hội Luyện Đan Sư xem họ có tham gia đánh Vân Lâm Tông. Nếu được thì ông cùng Pháp Mã và Giành Thiên Đấu Hoàng 9 sao hợp lực. Khả năng liên kết đánh bại Vân Sơn cũng cao hơn. Do Hải Bá Đông đã được Tiêu Viêm đưa cho viên thuốc phục tử linh đan. Chỉ cần vài ngày nữa Hải Bá Đông sẽ trở về đúng danh đấu hoàng 9 sao. Lúc này Tiêu Lệ cũng lên tiếng trước Tiêu Viêm là hãy nghe lời Hải Bá Đông cho an toàn. Vì vậy Tiêu Viêm cũng gật đầu đồng ý. Trong cuộc trò chuyện tiếp theo, Hải Bá Đông nói về đan vương Cổ Hà là phải đánh bại được Cổ Hà trước. Dù sao hắn cũng là luyện đan sư 6 phẩm đang ở Vân Lâm Tông có quan hệ. Chỉ cần Cổ Hà lên tiếng gọi người trong thập đại cường giả của Gia Ma Đế Quốc trợ giúp Vân Lâm Tông, khả năng đánh được Vân Lâm Tông hơi khó. Tiêu Viêm nghe vậy đã cần số điện thoại liên lạc của Cổ Hà để đến gặp nói chuyện. Hải Bá Đông đã đề nghị Tiêu Viêm hãy đi gặp Pháp Mã là có thông tin có thể liên lạc được với Cổ Hà. Sau đó Tiêu Viêm nhờ Hải Bá Đông sắp xếp anh em Hắc Giáp Vực ở Thương Đằng Nhĩ gia tộc dùng cái. Và Tiêu Viêm đã cùng Tiêu Lệ, Tiêu Đỉnh di chuyển xem các thành viên còn lại của Tiêu gia đang ở đâu. Tại một khu vực ngoài thành, Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ đi bộ đẩy xe lăn cho Tiêu Đỉnh đi đến chỗ Tiêu gia sinh sống. Tiêu Đỉnh đã giới thiệu cho người Tiêu gia là Tiêu Viêm đã quay trở lại, nên đám người này đã đi gọi Tam trưởng lão của Tiêu gia xem mặt. Tiêu Viêm đã xin lỗi Tam trưởng lão đang khóc khi gặp hắn. Thế nhưng Tam trưởng lão cũng không trách Tiêu Viêm, mà ông cũng biết Tiêu Viêm mấy năm nay ở ngoài lăn lội cày cấp tìm cách trả thù cho Tiêu gia. Hiện tại Tiêu Viêm nhìn thấy tộc nhân Tiêu gia giờ nhìn quá khổ, từ nhà cửa lẫn cuộc sống chui rúc tại một ngôi nhà rách nát. Hắn đã nói to với mọi người, Vân Lâm Tông sẽ bị hủy diệt và giúp Tiêu gia hồi phục lại kinh tế. Tam trưởng lão đã mở mồm nói chuyện với Tiêu Viêm. Ông cũng xin lỗi chuyện Tiêu Viêm hồi bé khinh thường hắn khi bị tụt cấp vô sinh đấu khí. Tuy nhiên Tiêu Viêm giờ gần 20 tuổi không quan tâm chuyện hồi bé nữa, mà bây giờ hắn chỉ quan tâm ai cùng máu mủ với mình thì đối tốt với người đó. Bây giờ Tam trưởng lão cũng nói về chuyện tổng trưởng Tiêu gia sẽ do Tiêu Viêm nắm quyền. Do đại trưởng lão và nhị trưởng lão lúc sắp tắt thở chết nói như vậy, Tiêu Viêm nghe như thế là đồn đẩy cho Tiêu Đỉnh làm tộc trưởng. Và Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đã đề nghị Tiêu Viêm hãy giữ chức tộc trưởng đừng nhường cho họ, nên Tiêu Viêm đã đồng ý giữ chức tạm thời. Sau đó Tiêu Viêm biết được dân số Tiêu gia hiện tại còn khoảng 200 người, từ già đến trẻ, từ mái đến trai, từ tam trưởng lão. Tiêu Viêm đã sắp xếp Tiêu gia như sau: Tiêu Lệ sẽ huấn luyện người Tiêu gia và hãy để Tiêu gia di chuyển vào trong thành đế đô sinh sống. Trải qua một thời gian sau, buổi sáng Tiêu Viêm đã cùng Thải Lân Tử Nghiên đi đến Thương Đằng Nhĩ gia tộc. Hải Bá Đông đã nói về vấn đề ông ấy đã gửi lời mời họp mặt thành công giữa các đại gia tộc Mộc Gia, Nạp Lan, Hoàng Thất hôm nay đến công hội luyện sư nói chuyện. Bây giờ Nhã Phi, Mông To Đít Bự đã hỏi Minotoa cũng Mông To Đít Trà Bá là ai trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng giới thiệu cô ấy là Thải Lân. Vì vậy Nhã Phi lên cơn ghen và khen Thải Lân nhìn ngon nghẻ xinh gái bảo sao mới đi cùng Tiêu Viêm. Dĩ nhiên Tiêu Viêm lại khen Nhã Phi xinh hơn hôm qua, nên bà Thải Lân nghe được Tiêu Viêm dám khen gái trước mặt vợ là không được. Cô đang biết nhìn Nhã Phi xem đầy đạn hơn mình không. Còn Nhã Phi cũng nhìn Thải Lân không kém bằng cách dùng mắt lườm. Hải Bá Đông sống vài chục năm nên hiểu rõ vấn đề con gái. Ông đã phá vỡ bầu không khí ở đây là dặn Nhã Phi đi chỉ huy người của Thất Đại Nhĩ gia tộc về an ninh. Còn ông cùng Tiêu Viêm, Thải Lân, Tử Nghiên đi họp với các đại gia tộc về vấn đề đánh Vân Lâm Tông ở công hội luyện đan sư. Lúc này Nhã Phi đã đề nghị Tiêu Viêm đi họp hãy cố gắng làm tốt việc liên kết đánh Vân Lâm Tông cho chị nhé, vì hắn đang còn nợ cô một lời hứa. Dĩ nhiên Tiêu Viêm cũng cho Nhã Phi biết là cô về sau muốn Tiêu Viêm làm cái gì trước lời hứa cũng được, kể cả thân xác hắn hay làm nữ vương, bà trùm buôn lậu thuốc, vợ hắn đều được hết. Sau đó Nhã Phi đi làm việc của mình, còn đám người Tiêu Viêm đi đến công hội luyện đan sư. Hải Bá Đông trên đường đi đã nói chuyện với Tiêu Viêm và Tử Nghiên là hai người con gái Nhã Phi và Thải Lân ghen nhau. Do Thải Lân đã biến mất chỉ còn ba người Tiêu Viêm, Hải Bá Đông và Tử Nghiên. Thậm chí Hải Bá Đông còn nhìn em bé nghiện thuốc Tử Nghiên một mét này hình như không được bình thường. Tử Nghiên nghe vậy đã lôi chị Thải Lân ra dọa Hải Bá Đông là ông đừng có nhìn lung tung, không là cô nhờ Thải Lân tỉ chọc mù mắt. Và Tiêu Viêm cũng cho Hải Bá Đông biết sức mạnh của Tử Nghiên là sức mạnh của cô có thể đánh với một số thằng đấu vương hoặc là đấu hoàng. Hiện tại nhóm người Tiêu Viêm đã đến công hội luyện đan sư. Tiêu Viêm đang đi từ cổng vào, Hải Bá Đông đã tách ra đi chỗ khác.
Tiêu Viêm đã cùng Tử Nghiên tiến đến khu giao dịch. Tiêu Viêm đã nhớ đến em gái Tuyết Mị sinh gái cùng với Lâm Phỉ và Lăn Khắc không biết họ thế nào rồi. Thì hắn đã gặp được Tuyết Mị đang mua hàng. Tuyết Mị đang cãi nhau với một tên áo ba, là cô đang mua quả băng hỏa xà lân. Thì thằng áo ba đến trả giá mua cao hơn. Tuyết Mị không có tiền định rời đi. Tiêu Viêm đã trả giá 10 vạn kim hộp tệ mua quả băng hỏa xà lân. Tuyết Mị giật mình đã nhìn thấy Tiêu Viêm. Cô đã hỏi Tiêu Viêm đã bị Vân Lâm Tông đuổi đi rồi. Mặc dù cô ấy đã bế quan 3 năm tu luyện không biết gì về Tiêu Viêm, nhưng hai hôm nay nghe được chuyện của Tiêu Viêm với Vân Lâm Tông từ người khác, Tuyết Mị đã khuyên Tiêu Viêm hãy rời đi nhanh lên để khỏi bị phát hiện. Lúc này áo ba đã cầm quả băng hỏa xà lân này sẽ thuộc về hắn. Tuy nhiên Tiêu Viêm đã dùng tay hút quả băng hỏa xà lân này về phía mình, nên 10 người đi theo áo ba đã tấn công Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã dùng tay đánh bay 10 người của áo ba một lúc. Tiêu Viêm đã chạy đến túm lấy cổ áo đại đấu sư 9 sao áo ba đấm một chưởng khiến hắn bị phọt máu mồm trên. Tuyết Mị thấy vậy sợ Tiêu Viêm gặp nguy hiểm, cô đã lôi Tiêu Viêm và Tử Nghiên chạy đi nơi khác. Lỡ sư phụ phó nham của áo ba đến là nguy to. Trên đường đi Tuyết Mị cho biết áo ba có sư phụ nằm trong trưởng lão công hội liệt sư. Tiêu Viêm cũng nói với Tuyết Mị về Phát Lăn Khắc cũng nằm trong trưởng lão mà, làm sao phải sợ đến thế. Tuyết Mị cũng giải thích, Phát Lăn Khắc mới chỉ là 4 sao luyện dược còn Phó Nham là 5 sao luyện dược. Vì vậy Phó Nham có chức to hơn Phát Lăn Khắc. Đôi lúc này tên Phó Nham dẫn người của mình xuất hiện trước Tiêu Viêm Tử Nghiên Tuyết Mị. Tuyết Mị cũng dặn Tiêu Viêm hãy ít nói trước mặt Phó Nham việc này để cô giải quyết. Lúc này thằng áo ba đã ăn vạ trước sư phụ Phó Nham của mình, là Tiêu Viêm đã và hắn phọt máu. Hiện tại Tuyết Mị đã mồm trên giải thích trước Phó Nham về chuyện của Tiêu Viêm và áo ba, nhưng Phó Nham không để cô nói gì hết. Và Phó Nham đã gáy rất to, là hôm nay Tiêu Viêm không thể lành lặn đi ra công hội luyện sư, và sẽ thay sư phụ giải lại Tiêu Viêm bằng cách cho ăn vụt. Phó Nham đã bật con lửa màu hồng của mình bắn vào người Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm đã lao lên cho Phó Nham ăn một chưởng ngã sấp mặt xuống mặt đất. Phó Nham vừa đứng dậy Tiêu Viêm đã đến bóp cổ hắn. Tiêu Viêm đã gọi pháp mã đi ra đừng có giúp bụi quan sát nữa, nếu không công hội liệt sư sẽ mất Phó Nham ngay lập tức. Do đó pháp mã cùng với phó công hội Bế Thiết Nhi và Yêu Nguyệt công chúa đã đi ra gặp Tiêu Viêm. Pháp mã đã chào Tiêu Viêm, khiến rất nhiều người hay Phó Nham đều bất ngờ. Tiêu Viêm cũng nói với pháp mã mới 3 năm không gặp mà công hội luyện sư làm ăn kém thế, đến người cũng bồ lao thế này, khả năng hợp tác hơi khó. Vì vậy pháp mã cho Tiêu Viêm toàn bộ quyền lập biên bản xử lý Phó Nham kiểu gì cũng được hết, nhưng hãy bỏ qua càng tốt. Thậm chí Mê Thiết Nhi cũng lên tiếng giúp đỡ Phó Nham. Lúc này em gái Yêu Nguyệt đã lớn đang đứng xem, cô cũng thấy Tiêu Viêm giờ mạnh hơn so với 3 năm trước. Trở lại với Tiêu Viêm, hắn đã tha cho Phó Nham do pháp mã và Thiên Mê Nhĩ lên tiếng. Và Tiêu Viêm đã tạm biệt Tuyết Mị vì hắn đang có chuyện. Tiêu Viêm trên đường di chuyển đi họp với pháp mã, hắn đã thấy công chúa Yêu Nguyệt lớn hơn mông đít đều tỏ ra, nên hắn đã thả thính hỏi thăm công chúa Yêu Nguyệt về sau có thể la liếm được gì không. Tiêu Viêm khen Yêu Nguyệt càng ngày càng ngon và xinh đẹp, không còn bị lép so với 3 năm trước. Điều này khiến Yêu Nguyệt cũng cười cho biết là Tiêu Viêm còn nhớ tên cô ấy là được. Sau đó Tiêu Viêm cùng pháp mã hay một số người liên quan đã đi đến bàn công chuyện liên kết đánh với Lâm Tông tại một căn phòng. Tiêu Viêm đã đi vào chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây một tiếng, từ Gia Ảnh Thiên, Mộc Thần, Đàn Văn Kiệt hay một số người khác. Gia Ảnh Thiên đang ngồi còn cháu gái yêu giả đang đứng hóng chuyện. Gia Ảnh Thiên lên tiếng chào Tiêu Viêm sau 3 năm mà cải cấp nạp thẻ cắn thuốc ăn cơm lên cấp nhanh ầm ầm. Dĩ nhiên Tiêu Viêm cũng nói về Gia Ảnh Thiên vẫn giữ được phong độ đẳng cấp như 3 năm trước. Ngoài ra Tiêu Viêm cũng nhìn thấy Mộc Thần, Mộc Chiến, Đàn Văn Kiệt, Đàn Văn Túc đều đang ở đây. Mộc Thần đã mời Tiêu Viêm vào ngồi ghế cho đỡ phải mỏi chân. Còn Mộc Chiến đấu linh 7 sao đang đứng bên cạnh Mộc Thần nhìn thấy Tiêu Viêm có trình độ hơn hắn rất nhiều, hắn cũng sợ Tiêu Viêm ăn cái gì mà mạnh thế. Tiêu Viêm đã đi vào ghế ngồi bàn chuyện, thế nhưng hắn lại không nói chuyện với Nạp Đan Kiệt. Tiêu Viêm đã trình bày dõng dạc trong từng câu nói để không bị ngọng hay nói lóc, là hắn có thù với Vân Lâm Tông 3 năm trước chấm người Tiêu gia, nên hiện tại muốn tiến đánh Vân Lâm Tông một trận sống chết, và cần mọi người ký hợp đồng trợ giúp hắn chuyện này. Yêu giả thấy vậy đã một mồm trên xin phép được phát biểu mấy phút, là Vân Lâm Tông hiện giờ mạnh nhưng không gây bất lợi cho Hoàng Thất, nên họ đang suy nghĩ có đánh Vân Lâm Tông không. Tuy nhiên yêu giả khôn như cô ấy quê tôi đầy nói tiếp,
là nếu như Tiêu Viêm có thể nắm chắc 100% đánh thắng Vân Lâm Tông, thì Hoàng Thất mới cho quân đội trợ giúp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã cho Yêu Dạ hay Gia Ảnh Thiên biết một tin, là lúc hắn quay về, Trấn Quỷ Quan đã giết được một tên trưởng lão Vân Phàm của một số người của Vân Lâm Tông đang muốn chiếm thành Trấn Quỷ Quan. Điều này khiến Yêu Dạ chưa tin lời nói của Tiêu Viêm, khi cô chưa nhận được báo cáo từ Mộc Thiết. Nhưng Tiêu Viêm cho biết tên chỉ huy thống lĩnh của Trấn Quỷ Quan là Mộc Thiết của Mộc Gia. Khoảng 2 ngày nữa sẽ có tin tức gửi về từ Mộc Thiết về Hoàng Thất. Sau đó Tiêu Viêm phát biểu tiếp là Vân Lâm Tông hiện tại đang muốn chiếm cả Gia Mê Đế Quốc làm của riêng cho mình. Nên mọi người đang có mặt họp ở đây hãy suy nghĩ về việc đánh Vân Lâm Tông và đưa ra ý kiến đánh Vân Lâm Tông hoặc không đánh Vân Lâm Tông cho Tiêu Viêm còn biết đường. Lúc này mọi người đang suy nghĩ cá độ theo Tiêu Viêm hay không theo. Hải Vân Đông đã đưa ra ý kiến của mình là Thất Đại Nhĩ gia tộc theo Tiêu Viêm. Và Mộc Thần đã một mồm nói chuyện với Tiêu Viêm là trận chiến này Tiêu Viêm có tỷ lệ bao nhiêu ăn bao nhiêu xịt với Vân Lâm Tông. Tiêu Viêm nói luôn tỷ số là 50-50. Lúc này Gia Anh Thiên đã lên tiếng của mình là lần này Tiêu Viêm dù có mang về anh em trợ giúp nhưng toàn đấu vương đánh hơi khó Vân Lâm Tông, vì Vân Lâm Tông còn có 3 đấu hoàng dự bị nữa, kể cả con chưa kể anh bạn Vân Sơn đấu tông ai xử lý được. Vì vậy Tiêu Viêm đã cho 3 đấu hoàng Âm Cốt Tô Mị Thiết Ô xuất hiện, tuy nhiên Dược Lão cũng xuất hiện làm cho mọi người phát hiện ông ấy cũng là đấu tông. Dược Lão cũng cho Tiêu Viêm biết là xuất hiện cho mọi người biết mình. Điều này khiến tất cả mọi người đều giật mình, đặc biệt là ba người Âm Cốt Tô Mị Thiết Ô, khi họ nghĩ rằng Tiêu Viêm chỉ có Thải Lân đấu tông nhưng hiện tại lại lòi ra sư phụ Dược Lão nữa. Gia Ảnh Thiên thấy tình hình hiện tại đã chào Dược Lão tên là gì chưa bao giờ gặp ở Gia Mã Đế Quốc. Dược Lão cho biết ông là người của Đại Lục, thậm chí Dược Lão còn nhận ra Pháp Ma nên nói chuyện với Pháp Ma là thằng bé ngày xưa mình đang đi chơi tung tăng thấy Pháp Ma cũng được nên dạy một ít cách luyện dược. Mà hiện tại Pháp Ma đã là chủ tịch luyện dược sư công hội. Pháp Ma đã cảm ơn Dược Lão năm đó đã chỉ cho ông, và khiến Gia Ảnh Thiên mọi người nghe được điều này đều phải sợ sức mạnh của Dược Lão năm đó. Pháp Ma đã đến định quỳ cảm ơn Dược Lão, nhưng Dược Lão đề nghị không cần phải quỳ làm gì. Năm đó ông ngẫu nhiên giúp Pháp Ma mà thôi. Lúc này Dược Lão đã đề nghị mọi người hãy bàn chuyện đánh Vân Lâm Tông đi, đừng nhìn ông nữa. Và Dược Lão đã biến mất. Sau đó Tiêu Viêm cũng bàn về chuyện mọi người quyết định như thế nào chuyện đánh Vân Lâm Tông. Pháp Ma đã đồng ý đi trợ giúp Tiêu Viêm, do ông cũng nể mặt Dược Lão đã từng dạy ông ấy. Mộc Thần thấy vậy cũng đồng ý đâm lao cùng Pháp Ma là theo Tiêu Viêm đánh Vân Lâm Tông. Bây giờ Yêu Dạ công chúa lại mở mồm trên xin được phát biểu mấy phút là Hoàng Thất có thể cho quân giúp Tiêu Viêm đánh Vân Lâm Tông. Nhưng sau khi đánh thắng Vân Lâm Tông, vậy Tiêu Viêm có thành lập ra một bang phái như Vân Lâm Tông làm chủ Gia Mã Đế Quốc muốn đánh các đại gia tộc chiếm đất không? Tiêu Viêm cũng cho biết là chỉ cần Hoàng Thất không giống như Vân Lâm Tông, Tiêu Viêm cũng không bao giờ ra tay với mọi người. Ngoài ra Tiêu Viêm còn nói thêm với Yêu Dạ là lần này không hợp tác đánh Vân Lâm Tông, khả năng Vân Lâm Tông khoảng một năm nữa sẽ đánh Hoàng Thất. Cô theo hắn thì theo, không theo thì thôi, chứ hắn không ép. Gia Ảnh Thiên đã lên tiếng trước Tiêu Viêm là Yêu Dạ đang còn trẻ non não, suy nghĩ chưa được thông minh, nhưng bù lại có thể đẻ con được rồi, mong Tiêu Viêm thông cảm. Vì vậy Gia Ảnh Thiên quyết định cho Hoàng Thất đi đánh Vân Lâm Tông cùng với Tiêu Viêm. Nạp Đan Kiệt thấy vậy cũng mở mồm cho Nạp Đan gia tộc theo Tiêu Viêm đánh Vân Lâm Tông. Do đó Tiêu Viêm đã liên kết được ba đại gia tộc Hoàng Thất, công hội luyện sư đi đánh Vân Lâm Tông. Và hắn có đề nghị mọi người không nói chuyện Dược Lão ra ngoài. Đôi lúc này một con chim bồ câu của Nhã Phi đã bay đến chỗ Hải Ba Đông. Hải Ba Đông đã cho Tiêu Viêm cùng mọi người nghe qua về nội dung là Vân Sơn muốn tổ chức một hôn lễ giữa Cổ Hà và Vân Vân, và khiến Tiêu Viêm nghe tin người yêu cũ bỏ đi lấy chồng mà không được mời hơi cay. Hiện tại Mộc Thần đã lên tiếng không hiểu Vân Sơn cho Cổ Hà lấy Vân Vân làm gì. Gia Ảnh Thiên đã giải thích là mấy năm nay Vân Vân đang bị giam cải tạo trong trại Vân Lâm Tông. Vân Sơn muốn Cổ Hà lấy Vân Vân là muốn Cổ Hà nhờ vào danh tiếng luyện dược 6 phẩm triệu tập anh em giang hồ giúp đỡ Vân Lâm Tông. Lúc này Hải Ba Đông cũng cho biết là Cổ Hà thích Vân Vân từ bé, còn Vân Vân lại không thích Cổ Hà mà thích Tuyển Phi Công. Khả năng Vân Sơn ép Vân Vân cưới Cổ Hà. Tiêu Viêm sau một hồi suy nghĩ, hắn đã muốn đi cướp dâu Vân Vân, là hỏi Hải Ba Đông mấy ngày nữa đám cưới của Vân Vân và Cổ Hà có loa thùng không. Hải Ba Đông cho biết là còn 2 ngày nữa.
Tiêu Viêm đã quyết định phá đám cưới không cho Cẩu Hà có được bà chị vân vân của mình. Yêu Già đã bàn kế hoạch với mọi người, là quân đội hoàng thất sẽ đánh các đệ tử và Lâm Tông, còn việc Tiêu Viêm hay đắp mộ được Vân Sơn là được. Do đó Tiêu Viêm cũng đồng ý với kế hoạch của Yêu Già. Hai Ba Đông lại phát biểu là nếu Cổ Hà mà trợ giúp Vân Lâm Tông được, khả năng hơi khó đánh Vân Lâm Tông. Vì vậy Tiêu Viêm đã nói trước mọi người là nếu Cổ Hà nhúng tay vào trợ giúp Vân Lâm Tông thì xin luôn Cổ Hà không nói nhiều. Tiếp đến Tiêu Viêm đã mồm mồm thảo luận với Gia Hành Thiên về con ma thú U Hải Giao Long của Hoàng Thất, nên Gia Hành Thiên hãy mang nó đi theo trận chiến này. Gia Hành Thiên cũng cho biết tình trạng của U Hải Giao Long không thể mang đi đánh được, vì U Hải Giao Long trải qua nhiều lần giúp Hoàng Thất đánh nhau. Hiện tại nó đang bị thương trong người, sức mạnh giảm sút 50%. Mang nó đi theo có mà trở thành thịt luộc thịt nướng ngay. Tuy nhiên Tiêu Viêm nói về bệnh tình của U Hải Giao Long thú có thể chữa được. Gia Hành Thiên nghe vậy đã đưa ra phương thuốc chữa bệnh cho U Hải Giao Long thú là thuốc sáu phẩm hỗn nguyên tố cốt đan. Lúc này Pháp Ma cũng nói về viên thuốc sáu phẩm này bây giờ chỉ có mỗi Cổ Hà luyện được. Nhưng tình thế bây giờ làm sao mà tìm được Cổ Hà luyện chế cho. Và Tiêu Viêm đã cho mọi người hơi bất ngờ khi hắn đề nghị chuyện viên thuốc sáu phẩm hỗn nguyên tố cốt đan hắn sẽ luyện cho. Điều này khiến Pháp Ma, Gia Hành Thiên hay một số nhân vật bất ngờ Tiêu Viêm sau 3 năm. Hắn đã trở thành bác sĩ luyện dược sáu phẩm. Sau đó Tiêu Viêm đã nhờ Gia Hành Thiên mang cỏ dược liệu cho hắn. Ngày mai sẽ có thuốc liền. Yêu Già thấy vậy đã sai người của mình đi lấy dược liệu cho Tiêu Viêm. Tốn bao nhiêu Hoàng Thất đều lo được. Chỉ cần luyện chế ra viên thuốc hỗn nguyên tố cốt đan là được. Do nhà Yêu Già giàu không phải lo. Gia Hành Thiên Yêu Già cũng cảm ơn Tiêu Viêm trước. Tuy nhiên Tiêu Viêm cũng nói đây là lợi ích chung, nên không cần cảm ơn nhiều làm gì. Cuối cùng Tiêu Viêm đã đọc bế mạc kết thúc cuộc họp. Là hai ngày nữa mọi người hãy triệu tập quân đội của mình đầy đủ đánh Vân Lâm Tông. Tiêu Viêm đã quay về Tiêu gia chuyển nhà mới Tiêu phủ ở bên trong đế đô. Hana nhảy tường thông chốt vào Tiêu gia nên đã bị bốn người Tiêu gia tưởng thằng ăn trộm hay kẻ địch và đã bị giữ lại. Nhưng khi bốn người nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Viêm là tộc trưởng, họ đã chào Tiêu Viêm cho đi vào. Sau đó Tiêu Viêm đã đi đến phòng khách gặp được Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Tiêu Đỉnh cũng giới thiệu ngôi nhà mới một lượt cho Tiêu Viêm nghe qua. Do đó Tiêu Viêm đã để nơi này chính là tổng bộ họp mặt của Tiêu gia. Lúc này Tiêu Đỉnh đang ngồi xe lăn hỏi công việc hôm nay bàn chuyện liên kết các gia tộc như thế nào. Tiêu Viêm cũng cho biết đã ổn thỏa hai ngày nữa sẽ tiến đánh Vân Lâm Tông. Vì vậy hai người Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh rất bất ngờ đi đánh nhanh thế. Tiêu Viêm kể về nguyên nhân Vân Sơn muốn tổ chức hôn lễ cho bà chị Vân Vận U40 và Cổ Hà. Vì vậy mới phải đánh Vân Lâm Tông sớm, nếu không hôn lễ này thành công sẽ có nhiều phiền toái. Là Cổ Hà với danh tiếng luyện dược, hắn sẽ giúp Vân Lâm Tông gọi rất nhiều người của Gia Ma Đế Quốc đến trợ giúp. Nhưng vấn đề Cổ Hà, Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh không phải lo, do Tiêu Viêm đã có kế hoạch không cho Cổ Hà trợ giúp Vân Lâm Tông. Tiêu Viêm dặn Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ hãy sắp xếp chuyện nhà Tiêu gia là được, chuyện đánh Vân Lâm Tông hắn lo hết. Đôi lúc này Yêu Già cưỡi ngựa điều luyện đến thăm chàng trai 20 tuổi Tiêu Viêm. Cô ấy đến đưa mấy cây thuốc cỏ luyện chế thuốc hồn nguyên tố cốt đan để chữa bệnh cho ma thú U Hải Giao Long. Sau đó Tiêu Viêm cưa máy nói chuyện với Yêu Già một hồi. Lúc này quá giờ cơm, Yêu Già đã đi về. Còn Tiêu Viêm đi vào phòng của mình đóng cửa luyện chế viên thuốc 6 sao hồn nguyên tố cốt đan. Dược lão đã xuất hiện bàn chuyện với Tiêu Viêm là Vân Sơn bố trí trận pháp và mời rất nhiều người đến tham dự hôn lễ của Vân Vận và Cổ Hà. Là Vân Sơn đã biết được quan hệ Vân Vận vụng trộm tình cảm với Tiêu Viêm, nên hắn đã lợi dụng Vân Vận cưới Cổ Hà để kích động cho Tiêu Viêm tấn công Vân Lâm Tông để bị bắt. Vì vậy Tiêu Viêm cũng thừa nhận nghe tin chị Vân Vận cưới Cổ Hà mà kích động thật, nhưng hắn vẫn đi cướp vợ về. Hiện tại Dương Lão đã đưa cho Tiêu Viêm một chiếc nhẫn chứa rất nhiều dị hỏa cốt linh lãnh hỏa để sử dụng được một lần quả bom phật nổ hỏa liên. Hàn sử dụng cốt linh lãnh hỏa trong chiếc nhẫn là 5 ngày từ khi bơm vào. Ngoài ra Dương Lão cũng cổ vũ tinh thần Tiêu Viêm hãy làm gì thì làm gì nhanh lên trong 2 ngày nay đi. Tiêu Viêm nghe vậy đã vác nồi luyện chế hỗn nguyên tố cốt đan cho Hoàng Thất cây đá. Chuyển đến buổi tối tại đỉnh núi Vân Lam Sơn của Vân Lam Tông, Vân Vận đang ngồi khép háng quanh chân bị giam lỏng. Vân Vận đang suy nghĩ chuyện bị ép gả chồng cho Cổ Hà có được ngủ đến 9 giờ mới cưới không. Vân Vận đã phát hiện thằng nào đang rình trộm mình. Vì vậy Cổ Hà vừa đi vào phòng Vân Vận vừa nhận xét là Vân Vận đã bị Vân Sơn phong ấn đấu khí mà vẫn phát hiện ra được hắn. Lúc này Vân Vận đã chửi Cổ Hà một trận te tua là lợi dụng cô tình cảnh hiện tại mà ép hôn.
Nói chung Cổ Hà cũng nhìn vào tâm hồn nhưng dù không sẻ của Vân Vận mà giải thích là do Vân Sơn sắp xếp chứ hắn không liên quan. Hiện tại Cổ Hà đã trình bày tình cảm của mình đối với Vân Vận từ bé, nhưng Vân Vận chỉ coi Cổ Hà là anh trai nuôi hay bản thân mà thôi, các bạn nghe rõ không? Nên Cổ Hà đã kể nguyên nhân Vân Vận thi trai trẻ Tiêu Viêm không lấy hắn đúng không? Dĩ nhiên Vân Vận đã từ chối không phải do Tiêu Viêm khỏe 20 tuổi. Và Cổ Hà đã cho Vân Vận biết là hắn nhờ Vân Sơn nói hết những lần cô ấy cứu Tiêu Viêm rồi đừng từ chối. Đến bây giờ Vân Vận đồng ý là có tình cảm với Tiêu Viêm. Và cô đã yêu cầu Cổ Hà không cưới cô nữa được không? Nhưng Cổ Hà đã chấp nhận cưới Vân Vận. Trong cuộc trò chuyện tiếp của Cổ Hà và Vân Vận, Vân Vận được Cổ Hà nói về vấn đề Tiêu Viêm đã về Gia Mã Đế Quốc và Vân Sơn sẽ là người giết Tiêu Viêm. Vì vậy hãy quên cục xúc xích của Tiêu Viêm đi. Thế nhưng Vân Vận vẫn giữ vững lập trường của mình là tình cảm của cô ấy đừng có xen vào. Còn nếu như Cổ Hà thích gái đẹp sexy hãy chọn gái đẹp hơn cô đi, chứ cô cũng ngon lắm đấy. Lúc này Cổ Hà cho biết là bao nhiêu năm nay hắn chỉ yêu thầm cô mà thôi, chứ gái mơ mởn hay đầy kinh nghiệm lại không thích. Và hắn cũng kể lể bao nhiêu năm hắn đã giúp đỡ Vân Vận từ lúc làm tông chủ hay rất nhiều chuyện lung tung khác. Vân Vận nghe vậy cũng chỉ cảm ơn Cổ Hà đã giúp đỡ cô, chứ cô không thích hắn. Lúc này Cổ Hà cũng nói chuyện cưới xin với Vân Vận 2 ngày nữa. Khả năng Tiêu Viêm cũng cho quân tràn vào nhà đánh Vân Lâm Tông vào hôm đó. Điều này khiến Vân Vận cũng khá lo lắng cho phi công Tiêu Viêm. Sau đó Cổ Hà đã chào Vân Vận đi về. Vân Vận đã hỏi Cổ Hà cho biết về đệ tử Nạp Loạn Yên Nhiên ở trong sinh tử môn sau 3 năm có dấu hiệu ra ngoài. Nhưng Cổ Hà không nói gì hết mà quay đầu xe đi về luôn. Chuyện về cảnh của Tiêu Viêm và Dược Lão. Sau một đêm, Tiêu Viêm đã luyện chế thành công thuốc 6 phẩm huyễn nguyên tố cốt đan bằng dị hỏa lưu ly liên tâm hỏa. Dược Lão cũng đưa ra những nhận xét cho Tiêu Viêm là dị hỏa lưu ly liên tâm hỏa này hỗ trợ rất tốt cho việc luyện thuốc. Và dặn Tiêu Viêm sau này cố gắng học cách kiểm soát lại mức độ lửa này, chứ đốt cháy khá nhiều cỏ rồi đó. Nên Tiêu Viêm cũng gật đầu. Sau đó Tiêu Viêm ra khỏi phòng đi đến đại sảnh. Hắn gặp được Yêu Dạ đang ngồi nói chuyện với Tiêu Đỉnh. Lúc này Yêu Dạ gặp Tiêu Viêm hỏi thuốc có được không. Tất nhiên Tiêu Viêm đã đưa viên thuốc hỗn nguyên tố cốt đan cho Yêu Dạ. Yêu Dạ thấy vậy cũng kiểm tra thuốc có đạt chất lượng hay không. Tiêu Viêm đã cho Yêu Dạ biết cách sử dụng thuốc hỗn nguyên tố cốt đan là hãy mang hắn đi gặp con thú U Hải Giao Long Thú mới dùng được. Do đó Tiêu Viêm đã cùng Yêu Dạ đi đến Hoàng Thất. Tiêu Viêm thấy Tử Nghiên đang ngồi khá buồn nên đã cho Tử Nghiên đi cùng luôn. Sau khi di chuyển vào Hoàng Cung, Yêu Dạ đã lấy bình thuốc huyễn nguyên tố cốt đan đưa cho ông già Ảnh Thiên xem qua. Đồng thời nói cách sử dụng phải có Tiêu Viêm mới sử dụng được. Nên già Ảnh Thiên đã nhờ Tiêu Viêm đi chữa bệnh cho U Hải Giao Long. Lúc này Tiêu Viêm đã nhìn xuống hồ nước trước mặt. Tử Nghiên đã lên tiếng là dưới hồ nước có một con rắn siêu to khổng lồ. Điều này khiến Gia Ảnh Thiên hay Yêu Giả đều giật mình khi Tử Nghiên phát hiện. Bây giờ Tiêu Viêm đề nghị Gia Ảnh Thiên gọi U Hải Giao Long Thú ra đi. Nên Gia Ảnh Thiên đã bay ra giữa ao toát ra đấu khí. Nên một con rồng U Hải Giao Long Thú đã từ dưới ao ngoài lên. Tiêu Viêm đã chữa bệnh thành công cho U Hải Giao Long Thú cho Hoàng Thất. Trải qua gần 2 ngày sau, quân đội của ba đại gia tộc Mễ Đăng Nhĩ, Mộc Gia, Nạp Lan, Hoàng Thất công hội luyện dược đã được huy động về đế đô. Hiện tại Tiêu Viêm đang ở nhà Tiêu Gia. Thái Lân đã xuất hiện trở lại. Thái Lân đòi Tiêu Viêm khi nào luyện chế thuốc phục hồn đan cho cô ấy. Tiêu Viêm cho biết là khi nào đến nước hẹn thuốc sẽ có. Ngoài ra Thái Lân vẫn nhắc lại chuyện Tiêu Viêm hiếp dâm cô ấy bằng gậy thịt 20 phân. Lần này có được viên thuốc phục hồn đan cô sẽ ra tay thiên cu hoặc giết Tiêu Viêm để khỏi leng pheng với con nào khác. Tuy nhiên Tiêu Viêm khẳng định trước mặt Thải Lân là cô không dám giết hắn vì đã có tình cảm. Thậm chí Tiêu Viêm còn cho Thải Lân có thể sẽ không phải dùng tay giết hắn đâu. Là lần này hắn đi đánh Vân Lâm Tông với Vân Sơn, nếu chẳng may chết dưới Vân Sơn. Sau đó Tiêu Viêm đã đề nghị Thải Lân đi nghỉ đi, ngày mai sẽ đi đánh Vân Lâm Tông. Truyền đến Hoàng Cung của Gia Ảnh Thiên, Yêu Giả đã được quân số mang đi đánh Vân Lâm Tông cho Gia Ảnh Thiên. Là 10 vạn quân đội Bà Đấu Vương U Hải Giao Long Thú. Tại Thất Đại Nhĩ gia tộc, Nha Phi đã nói chuyện với Hải Bà Đông là quân số đánh Vân Lâm Tông đã chuẩn bị xong. Truyền đến cảnh sáng ngày mai, Tiêu Gia hiện tại Tiêu Viêm chỉ huy Lâm Diễm, Tử Nghiên hay một số nhân vật khác đã tập hợp quân đội các đại gia tộc kéo quân lên núi Vân Lâm Tông. Lúc này trên Vân Lâm Tông đã đóng dạp cưới có loa, mở nhà sàn chuẩn bị ngày cưới cho Cổ Hà và Vân Vân. Vân Sơn trong đại sảnh ngồi nói chuyện với Cổ Hà là chuyện Tiêu Viêm hôm nay lên Vân Lâm Tông cướp vợ Vân Vân mày đó.
Cô Hà cũng cho biết thằng nào phá đám cướp dâu thì hắn sẽ gọi người khắp Sa Mạc Đế Quốc đến giúp đỡ Vân Lâm Tông. Và cô Hà cũng xin Vân Sơn một chuyện. Nếu như hắn cưới được Vân Vân, Vân Sơn hãy giải trừ phong ấn cho Vân Vân đang bị phong ấn đấu khí cho dễ hoạt động đến tân hôn cho tự nhiên. Tất nhiên Vân Sơn cũng đồng ý chuyện này với cô Hà. Sau khi cô Hà chào Vân Sơn đi ra đại sảnh, vua Pháp Cổ Hồn Điện đã xuất hiện trước mặt Vân Sơn. Vua Pháp đề nghị sau khi giết được Tiêu Viêm hãy giết luôn cổ Hà để lấy linh hồn. Vua Pháp đã dọa Vân Sơn không nghe lời, thì Hồn Điện sẽ lấy lại sức mạnh giúp Vân Sơn từ Đấu Hoàng lên Đấu Tông. Vân Sơn nghe vậy cũng sợ bị tụt danh Đấu Tông xuống Đấu Hoàng đã chấp nhận yêu cầu của vua Pháp. Chuyển đến cảnh đám cưới của cổ Hà và Vân Vận đang được diễn ra. Cổ Hà và Vân Vận đang chuẩn bị làm lễ. Vân Sơn đã làm MC mở mồm lên tiếng chào các vị khách quý từ xa. Là hôm nay đã đến dự bỏ phong bì cho cổ Hà và Vân Vận đám cưới. Và đúng lúc này Tiêu Viêm đã ném con huyền trọng sinh xuất hiện trước mặt Vân Sơn cùng mọi người. Tiêu Viêm đã gọi Vân Sơn bằng con chó này trước mặt mọi người. Là hôm nay hắn sẽ chém chết con chó già này để báo thù 3 năm trước. Sau đó Giai Thiên Pháp Mã cũng bay đến chỗ Tiêu Viêm. Vân Sơn thấy vậy biết rằng Hoàng Thất và Công hội Luyện Dược đứng về phe Tiêu Viêm. Hắn cũng cho đám người Tiêu Viêm biết là lần này không được xuống núi Vân Lâm Tông nữa, mà hãy chôn luôn ở đây. Trở lại với cổ Hà, hắn đã đề nghị Tiêu Viêm hôm nay đến cướp vợ Vân Vận đánh Vân Lâm Tông là không được. Tiêu Viêm cũng giải thích với cổ Hà là Vân Lâm Tông giết người Tiêu gia hay đánh thương đẳng nhĩ gia tộc, nên hôm nay sẽ đánh Vân Lâm Tông quá hợp lý. Ngoài ra Tiêu Viêm cũng cho tất cả mọi người biết là Vân Vận bị ép cưới chứ không phải tình nguyện. Tiêu Viêm đã dùng dị hỏa lưu ly liên tâm hỏa dạng ít sát thương ném vào người Vân Vân. Vân Vân không có sức phản kháng đã lùi lại và cô đã sẽ bỏ khăn che mặt. Cô Hà thấy vậy đã xin phép mọi người là hắn sẽ cùng Tiêu Viêm chiến đấu đánh nhau một phen để hắn chứng minh cho Vân Vân biết mình mạnh như thế nào. Tiêu Viêm đã đánh cược với cổ Hà là nếu cổ Hà không đỡ được 10 chiêu của Tiêu Viêm thì cổ Hà sẽ không trợ giúp Vân Lâm Tông. Còn nếu Tiêu Viêm thua cổ Hà, Tiêu Viêm sẽ lập tức rời khỏi Vân Lâm Tông. Cổ Hà Đấu Hoàng nghe vậy thấy kèo thông quá đồng ý ngay và luôn với Tiêu Viêm. Cảm ơn anh em đã xem hết video.